Các bạn đang nghe truyện chàng rễ mạnh nhất lịch sử trên kênh TV Audio Cv Chương 420 Thẩm lãng cùng nữ vương Medusa Thổ lộ tình cảm Nàng vẫn là cừu yêu nhi à? Thẩm lãng bèn hỏi Nữ vương Medusa nói 10% bất kể là tinh thần hay là thân thể Quả thế Ta có ký ức cừu yêu nhi, cũng có tính cách cùng tình cảm của nàng, nhưng cũng chỉ có 10% thẩm lãng nói trong trí nhớ của cừu yêu nhi có phải chăng đang chờ đợi một người không cừu yêu nhi cũng là một trẻ mồ côi trong chiến tranh trôi nổi ở trên biển được cừu thiên nguy cứu được nàng quên mất mọi chuyện trước kia duy chỉ có một chất giọng bên tai để cho nàng chờ đợi một người nữ vương medusa nói đúng đang đợi đệ đệ của nàng đồng thời cũng là chủ quân của nàng con của khương ly bệ hạ nghe được đáp án này trái tim thẩm lãng rung lên quả thế thật có lẽ từ trước Hắn cũng biết chắc hẳn là đáp án này, chỉ có điều lúc đó Cừu Yêu Nhi đã đi rồi. Tức khắc, Thẩm Lãng khổ sở nói người mà nàng ấy chờ đợi, hẳn là ta. Nghe những lời này, nữ vương Medusa chỉ là thoáng kinh ngạc, mà Trương Xuân Hoa bên cạnh gần như nhìn Thẩm Lãng hoàn toàn không dám tin. Cái này, cái này sao mà được kia chứ, cặn bã, tuy rằng ngươi để ta cực kỳ động lòng. Thế nhưng khương ly bệ hạ anh hùng thiên hạ cơ nào, ngươi ngươi làm sao sẽ là người thừa kế của ông ta kia chứ con của khương ly bái kiến nữ vương bệ hạ thẩm lãng cẩn thận hành lễ trương xuân hoa che cái miệng nhỏ nhắn ước chừng một lúc lâu nàng hướng thẩm lãng nói ngươi ngươi dĩ nhiên là con của khương ly bệ hạ hóa ra là chủ nhân đế quốc đại càng hóa ra là chủ cả thiên hạ trong lòng vô số người thế giới phương đông ấy à thẩm lãng nói đúng vậy thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng trương xuân hoa nói vậy ta rõ ràng không quen thuộc quá sức ta có một loại cảm giác thần tượng sụp đổ thẩm lãng nhún vai nói ta cũng không muốn như vậy nhưng thế giới này chính là hoang đường thế này đi đâu nói rõ lý lẽ đi bản thân ta ăn cơm chùa ngon lành biết bao nhiêu bỗng nhiên đột ngột trở thành con của khương ly biến thành chủ cả thiên trong lòng vô số người hạ đế quốc đại viêm sáu đại thế lực siêu thoát phát động quân đội nửa thế giới tới đuổi giết ta lại có mười mấy vạn bởi vì ta tre già măng mọc đi tìm cái chết. Nhạc phụ ta, gia tộc họ kim bởi vì ta vứt bỏ cơ nghiệp trăm năm, vứt bỏ thành nộ triều. Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính vì ta vứt bỏ ngai vàng, vứt bỏ giang sơn nước Việt. Cha của ngươi lúc đầu đã muốn trở thành tể tướng thượng thư đài của nước Việt, nhưng bởi vì dính dáng đến ta, bây giờ cũng có thể vứt bỏ tất cả chức quan, hy vọng trước khi đi còn có thể bảo hộ ông ấy. Trong nháy mắt, Trương Xuân Hoa cảm giác vô cùng đau lòng. Lúc đầu nàng vẫn là cảm thấy thẩm lãng nhất định là đắc tội ninh nguyên hiến mới bị đuổi tận giấc tuyệt lánh nạn hải ngoại. Không nghĩ tới dĩ nhiên là nguyên nhân này, hắn dĩ nhiên là chủ cả thiên hạ, lại bị đế quốc đại viêm xuất động quân đội nửa thế giới truy sát. Vậy hắn là thế nào trốn ra được vậy? Hơn nữa còn là lẻ loi một mình, phải biết rằng tên cặn bã này là thứ tay trói gà không chặt. Hắn đến cùng đã trải qua cái gì, mới đi tới thành quyên cách đó mấy chục ngàn dặm. Ta muốn đi yên lặng một chút, lát nữa gặp. Trương Xuân Hoa hướng thẩm lãng nói, tiếp đó nàng hướng thẩm lãng cúi chào thi lễ một cái, xoay người đi chỗ khác. Nàng quả thực cần yên tĩnh một chút, bởi vì cú sốc này quá lớn. Nàng động lòng với thẩm lãng bởi vì hắn là một tên cạn bã có thân phận bình thường, một gã lưu manh tài hoa hơn người, thế nhưng bỗng nhiên lại trở thành nhân vật như vần thái dương chói lọi trên bầu trời kia thì thật sự không thể tưởng nổi. Mặc kệ ở phương Đông vẫn là thế giới phương Tây, huyết thống đều vô cùng trọng yếu. Công tước hôn lẽ nào giữ chức thành chủ quyên không tốt sao, cả là một thành chủ rất tốt, nhưng bởi vì tổ tiên là xuất thân người hầu, cho nên ở vương triều vô lơn vẫn không ngóc đầu lên được. Còn có công tước đi bốt, công tước ru mặc dù là quý tộc lâu đời mấy trăm năm. Nhưng bất kể là đế quốc vô lơn y, ba, ba, bọn họ vĩnh viễn cũng là thần tử, công tước đã đến đỉnh sự nghiệp. Vương triều vô lơn dù cho sa súc, ở chia năm sẽ bảy, thế nhưng chỉ có huyết thống hoàng tộc vô lơn mới có thể lên ngôi vua. Những người khác dù cho mạnh đến trái lẽ trời, cũng không được toàn bộ thế giới phương Tây thừa nhận, đừng nói gì đến hoàng đế của đế quốc vô lơn cho xa xôi, ngay cả thân vương cũng không làm được. Ở trong tất cả mọi người nhận thức thế giới phương Đông, thế giới phương Tây, tổng cộng chỉ có ba cái gia tộc mới có tư cách biến thành hoàng đế. Họ cơ, họ khương, họ vô lơn, thẩm lãng chính là một trong ba họ đó. Trương Xuân Hoa đều không cách nào tưởng tượng, sau này mình đối mặt thẩm lãng ra sao. Con của Khương Ly bệ hạ. Nữ vương Medusa nói vậy ngài quả thực chính là người cừu yêu nhi chờ đợi. Thẩm lãng bỗng nhiên sợ hết hồ nì ơ. Ngài mới vừa nói con của Khương Ly là chủ quân của cừu yêu nhi, còn là đệ đệ của nàng sao. Chuyện thứ nhất này cũng ghê gớm, huyết thống này muốn loạn sao. Gia tộc họ Khương chúng ta cũng không phải là nhà Targaryen, trong Game of Thrones, không có chuyện anh em thành hôn hơn nữa cơ thể cục cưng yết ớt đặc biệt thế này tuyệt đối không nên kia chứ yên tâm hai người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào nữ vương medusa nói như vậy cũng tốt như vậy tốt rồi thẩm lãng không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài con của khương ly bệ hạ mời đi theo ta nữ vương medusa hướng thẩm lãng nói thẩm lãng cùng sau lưng nàng tiến sâu vào hoàng cung lúc đầu nàng rơi vào trạng thái a nghỉ chỉ thấy được vẻ tinh xảo và đường cong của thân thể tràn đầy sức lôi cuốn như ma huyễn khi tấm thân này cử động thêm ghê gớm thực sự như là vòng xoáy muốn hoàn toàn nuốt chửng người ta cái này không quan hệ tình cảm hoàn toàn chính là sự mê hoặc lôi cuốn giữa nam và nữ còn sức hấp dẫn của nữ vương medusa trước mặt này thả ra ngay cả bất kỳ cô gái nào trong thiên hạ cũng không thể cản nổi họ đang dần tiến vào lăng mộ dưới nền hoàng cung lúc đi qua một đoạn đường hầm đen kịch, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng thẩm lãng có một phát hiện quỷ dị, thân thể nữ vương Medusa trước mắt lại đang phát sáng. Đây không phải là tính từ để ví von, mà là phát sáng thật sự như là ánh trăng vậy. Dạng thân thể gì mới biết phát sáng chứ, xuyên qua đường hầm thật dài, đi qua cầu, tiến vào lăng mộ bên trong hoàng cung, nơi này là đứng chổng ngược, thẩm lãng vốn không có thể đi lại, thế nhưng giống như có một sức mạnh khổng lồ nâng hắn lên, khiến cho hắn cũng có thể đi lại ở trạng thái dựng ngược. Cứ mãi tiến sâu vào cung điện, tiến vào một căn phòng nhỏ không đáng chú ý, bên trong không có gì cả, cũng chỉ có một cái trương. Cái trương này là Khương Ly bệ hạ lưu lại, ta nghĩ cần phải giao cho chàng." Nữ vương Medusa nói. Thẩm Lãng vừa nghe, không khỏi ngạc nhiên, Khương Ly còn từng tới đây sao, chuyện này cũng quá, huyền bí đi. Ông ta tới nơi này làm gì vậy? vì sao không có bất kỳ ghi chép nào, bất kể là sách sử, hay là trong, đông ly truyện, cũng không ghi chép gì về chuyện này. Tiếp nhận cái trương vừa nhìn, phát hiện phía trên quả nhiên viết hai chữ Khương Ly, chính là chữ viết của ông ta. Thế nhưng cái trương không mở ra, phản phất như là một cái chỉnh thể, không có bất kỳ khe lỗ nào, càng thêm không có khóa. Nếu cố cưỡng chế mở trương ta, tất cả mọi thứ bên trong phải bị tổn hại nữ vương medusa nói bởi vì đây là đồ vật của người khác cho nên ta cũng không thể ép buộc mở ra hôm nay thì chính thức giao cho chàng thẩm lãng nói cương ly bệ hạ đã từng tới thế giới phương tây là chuyện khi nào nữ vương medusa nói chắc hẳn là bốn mươi mấy năm trước lúc đó ngài còn rất trẻ về tới hoàng cung phía trên nữ vương medusa nói phụ thân nữ nhi của ta mục đích chàng tìm đến ta chắc là muốn trở về thế giới phương đông đi báo thù đúng không thẩm lãng đáp đúng nữ vương medusa nói vậy ngài muốn cái gì thẩm lãng nói một đội quân mạnh mẽ một đội quân hết sức cường đại nữ vương medusa hỏi ngài muốn triệt để tiêu diệt đế quốc đại viêm tiêu diệt sáu đại thế lực siêu thoát đúng không thẩm lãng đáp đúng nữ vương medusa nói vậy e rằng quân đội ngài cần phải mạnh hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều chí ít dựa ngần ấy quân đội của ta thì không đủ cho dù kể cả ta đây bên trong cũng không được thẩm lãng kinh ngạc. Nữ vương Medusa nói võ công của ta mạnh không, thẩm lãng nói hết sức mạnh. Nữ vương Medusa nói nhưng võ công ta lúc này, không bằng Khương Ly bệ hạ, cũng không như thê tử của ông ta, hôm nay toàn bộ thế giới phương đông phải có võ công ba người vượt qua ta, có năm người cùng ta tương xứng. Trong nháy mắt, thẩm lãng hoàn toàn không thể tin nổi. Nữ vương Medusa nói thứ ta mạnh là khí tràng mà không phải là võ công chí ít trong quy tắc hiện hữu thì võ công có mạnh đến đâu cũng bị giới hạn nắm giữ quân đoàn vô địch mới là then chốt để chàng tiêu diệt đế quốc đại viêm khương ly bệ hạ cường đại cỡ nào thế nhưng ngày ấy vẫn thất bại cho nên chàng muốn thành công nhất định phải càng mạnh hơn ngày ấy thẩm lãng nói nữ vương bệ hạ có còn là loài người không nữ vương medusa nói ta cần phải xem như là người thượng cổ medusa chỉ là cách người khác xưng hô với ta mà thôi ta coi như giống rắn như là mỹ nữ xà trong truyền thuyết đúng không thẩm lãng gật đầu nói lúc hôn mê đã giống lúc tỉnh lại càng giống medusa nói người thượng cổ có rất nhiều chủng loại ta trùng hợp chính là cái loại này cục cưng một lan cũng lột xác hơi giống người thượng cổ nhưng không có mạnh đến nước này một phần mười trong thân thể ta thuộc về cừu yêu nhi mà chàng là chủ quân của nàng không chỉ có như thế chàng còn là phụ thân nữ nhi của ta cho nên ngài có thể đối diện với ta nói thẳng được chưa nữ vương medusa nói ngài có mục tiêu gì hướng đi nào thẩm lãng nói có bản đồ không một tấm bản đồ xuất hiện trước mặt thẩm lãng đây là tấm bản đồ của tân lục địa thẩm lãng mừng rỡ đây là tấm bản đồ chi tiết nhất về tân lục địa mà hắn từng thấy toàn bộ những bản đồ hồi trước chẳng những mơ hồ mà tỷ lệ cũng hoàn toàn không đúng sau khi có bản đồ nhãn giới của hắn lập tức liền mở ra hắn vội vàng tìm kiếm trên bản đồ cái đảo quặng kalini trắc lộ thiên kia ngài đang tìm cái gì nữ vương medusa nói thẩm lãng nói một hòn đảo phía trên cũng là hoang mạc không có gì cả thế nhưng có rất nhiều tảng đá màu trắng nữ vương medusa nói đó là đảo xe điên cầu chủng á à, vì sao cái danh từ này có chút quen tai chẳng bao lâu thẩm lãng nghĩ tới đây là hòn đảo của bộ lạc amazon nữ chiến binh bộ lạc amazon muôn đời đều đẻ con gái mỗi một người đều là nữ chiến binh mạnh mẽ tương tự với chủng tộc thần bí trong thần thoại hy lạp ông trời không phải chơi ta như vậy chớ thẩm lãng còn tưởng rằng đây hoàn toàn là một hòn đảo nhỏ xíu hoang tàn vắng vẻ hoàn toàn là nơi vô chủ mà kết quả dĩ nhiên là thuộc về bộ lạc amazon đây chính là quốc gia ngay cả đế quốc vô lên cũng không có chinh phục được thẩm lãng muốn hòn đảo này chẳng phải là nhổ răng cọp à, ta muốn hòn đảo này. Thẩm lãng nói nó đối với ta vô cùng trọng yếu, có hòn đảo này, ta sẽ có một hạm đội mạnh, một quân đoàn mạnh. Nữ vương Medusa nói vậy chỉ sợ ngài phải là một việc, chinh phục nữ vương Amaron. À, chỉ cần chinh phục nữ vương Amaron, chàng chẳng những nhận được hòn đảo này, thậm chí còn có cả quân đội mạnh nhất nữa. Đương nhiên, chuyện này cho tới bây giờ cũng không có người thành công qua, Vương Triều Vô Lơn không chỉ một lần dùng qua biện pháp này. Có chừng hơn 100 cái đầu Mỹ Nam bị chém xuống tới, làm thành chén rượu. Vậy đất nước Amazon Queen ở đâu? Trên bản đồ không có ký hiệu. Thẩm lãng bèn hỏi. Nữ vương Medusa nói bởi vì không có người ngoài có thể bước trên lãnh thổ nữ vương Amazon cho nên phía trên bức tranh này không có ký hiệu, nhưng nói vậy khoảng cách cái đảo xe điên này cũng không xa đâu. Ánh mắt của thẩm lãng rơi vào phía đông của đảo quặng Kalinirat, ở đây cũng có một đảo lớn. Đây là đảo gì? Thẩm lãng bèn hỏi. Đảo Fire, bởi vì phía trên có một ngọn núi lửa. Nữ vương Medusa nói. Thẩm lãng nói hòn đảo này bằng phẳng không? Thích hợp sinh tồn, nữ vương Medusa nói ngọn núi lửa này chưa phun trào từ rất lâu, thế nhưng khắp nơi trên đảo đều có nham thạch nóng chảy thạch, không thích hợp sinh tồn thẩm lãng lần thứ hai ở trên bản đồ lục soát phát hiện ở một chỗ cách đảo quặng kalini trác khá gần có một bán đảo cách tầm ba ngàn dặm hắn muốn tấn công về đế quốc đại viêm chỉ cần ba thứ một nhánh hạm đội vô địch pháo một đội quân mạnh mẽ quy mô hạm đội của nữ vương medusa quá nhỏ hắn cần loại hạm đội như đảng Skeleton, chính là quân đoàn hải tặc số một nhiều đến trăm ngàn người hắn cần đại quân đoàn mạnh mẽ hình như cũng chỉ có cái nữ vương quốc Amaron thích hợp. Đương nhiên, quan trọng nhất là pháo, hắn không chỉ cần phải lấy được đảo quạng trát hơn nữa còn muốn ở bên cạnh kiến tạo một cái trụ sở. Thậm chí nếu cần, hắn muốn xây dựng căn cứ trực tiếp ở trên đảo quạng trát Chỗ nào cách đảo đảo quạng trát vừa đủ gần, hơn nữa có nhiều quạng sắt, hơn nữa còn thích hợp xây dựng thành trì. Thẩm lãng bèn hỏi. Ở đây. Nữ vương Medusa nói bán đảo dây tai, bíp triều. Thẩm lãng vừa nhìn, quả nhiên là cái bán đảo khoảng cách đảo quặng Kalinirat 3.000 dặm. Nhưng mà nghe được tên này nghe có hơi tương tự hành tĩnh dây quay. Khi nhìn kỹ, quả nhiên nó ngay hành tỉnh dây quay bên kia, là phía nam tân đại lục, khoảng cách của thành gôn đần dây công tước đi bốt không đến ngàn dặm. Thẩm lãng bây giờ thực sự có nhu cầu cần một thành phố cấp bạch, để hắn có thể lặng yên chế tạo pháo, chế tạo số thật nhiều thuốc nổ, cải tạo thuyền. Nếu như cần một lần nữa đóng thuyền thì phải cần một xưởng đóng tàu cỡ lớn. Nếu như thế, hắn cần hạ được thành Golden dây. thành phố này giàu có không ai bị, hơn nữa có hai xưởng đóng tàu cỡ lớn. Quả nhiên vẫn là cùng công tước đi bốt có ân quán dây dưa, mặc kệ thế nào, sau đó đều cần tiêu diệt cái gia tộc cường đại này. Nữ vương bệ hạ, về chuyện quân đoàn hải tặc đảng Skete này, ngày ngày biết bao nhiêu bọn họ thực sự đi tam giác quỷ khổng lồ mạo hiểm à thẩm lãng bèn hỏi không phải nữ vương medusa nói chuyện thám hiểm tam giác quỷ khổng lồ không cần mười mấy vạn người cùng đi bọn họ xuôi nam xuôi nam thẩm lãng kinh ngạc nói phía nam có cái gì nữ vương medusa nói thẩm lãng thế giới này tràn đầy những thứ chưa biết cái gọi là hoang mạc vạn dặm vùng cực bắc tam giác quỷ khổng lồ chẳng qua là những thứ có tiếng tâm dù chưa được khám phá mặc dù vẫn thần bí nhưng ít ra mọi người biết rồi sự tồn tại của nó còn có một số vùng cấm loài người lần đầu tiên mới thấy lần đầu tiên mới nghe thẩm lãng nói giả như ta nói là giả như ta lấy được quân đội nữ vương amazon lấy được quân đoàn hải tặc đảng Skeleton, có đủ cho ta đánh trở về đế quốc đại vi mà nữ vương medusa nói cương ly bệ hạ ở vương triều đại viêm có dân tâm to lớn cho nên quân đội quy mô lớn chân chính của ngài ở phương đông mà không phải phương Tây. Thẩm lãng gật đầu, hắn đương nhiên biết điểm này. Trái tim vô số con người đế quốc đại viêm đều hướng về Khương Ly, mà lúc thẩm lãng ra đi, lại một lần nữa được vô số người kính ngưỡng. Cho nên chỉ cần hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại đủ để đối kháng với đế quốc đại viêm, như vậy thì phải có vô số người thuần phục hắn, hắn dễ dàng có thể được một triệu đại quân. Nữ vương Medusa nói cho nên hạm đội vô địch đối với ngài mà nói, Quân đoàn hải tặc đảng Skelten có thể còn chưa đủ, nhưng nếu loại vũ khí bí mật ngài đã nói đủ mạnh, vậy là được rồi. Mười mấy vạn hải quân, vô số tàu chiến, tất cả đều được trang bị pháo. Thẩm Lãng tin tưởng vững chắc, có thể tung hoành đại dương cả thế giới, cho dù là hạm đội của đế quốc Đại Viêm cũng không phải là đối thủ. Thẩm Lãng nói về bộ lạc Amazon, họ là một tiểu quốc chưa từng bị chinh phục, mỗi một người đều mạnh mẽ phi thường không phải là bởi vì huyết mạch của các nàng rất gần người thượng cổ sao nữ vương medusa gật đầu nói đúng thẩm lãng nói vậy ngài gặp qua nữ vương bộ lạc amazon chưa medusa nói cũng không có nàng phải tận lực tránh khỏi ta ta cũng tận lực tách ra nàng bởi vì chúng ta không có bất kỳ mâu thuẫn không là kẻ thù nhưng hai người đều hết sức kiêu hãnh cho nên vua không gặp vua còn tại sao thân thể yêu lại như thế con bé mỗi ngày cũng chỉ có thể thức tỉnh một khắc đồng hồ. Thẩm lãng hỏi tiếp ta còn có một em gái sinh đôi, nàng cũng giống như yêu, thân thể yếu ớt không gì sánh được, bị nhiễm mấy chục loại bệnh tật, sáu đại thế lực siêu thoát bởi vì nguyên nhân nào đó, nghĩ hết tất cả biện pháp mới duy trì tánh mạng nàng. Medusa nói trong cơ thể con bé có một thứ đang điên cuồng cắn nuốt sức mạnh và sức sống nó, khiến cho con bé mỗi ngày đều phải ngủ say, nhưng dù cho như thế, sức sống con bé vẫn suy yếu như cũ, ta nghĩ hết tất cả biện pháp mới duy trì đến bây giờ. Thẩm lãng hỏi thứ gì thôn phệ sức sống con bé, Medusa nói bản thân tính mạng, linh hồn của con bẻm lãng cất giọng run rẩy bởi vì con bé là con của ngài, cổ thân thể này chống đỡ không được linh hồn cùng sinh mệnh của con bé đúng không? Không chỉ có bởi vì nó là con của ta, cũng bởi vì nó là con của ngài. Medusa nói nhưng loại lý luận này là đúng. Thẩm lãng đã hiểu, yêu thật sự là quá ưu tú, quá thông minh, thậm chí hoàn toàn ngoài nhận thức nói cách khác cô bé gần như có trí tuệ và linh hồn của nhân loại thượng cổ nhưng chỉ có thân thể của người bình thường cho nên chỉ cần cô bé thức tỉnh được sẽ tiêu hao sức sống sẽ suy yếu thẩm lãng nói có biện pháp nào có thể cứu con bé không mặc kệ bất kỳ biện pháp nào medusa nói tìm được thân thể thích hợp linh hồn con bé nói cho đúng là để thân thể của con bé niết biến cũng đủ chống đỡ sự sống linh hồn con bé thẩm lãng ngẩng đầu nhìn về nữ vương medusa đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng gương mặt của nàng ta vô cùng đặc biệt sao thẩm lãng bèn hỏi nữ vương medusa nói ngài đương nhiên đặc biệt ngài là một trong ba vị nhân hoàng của thiên hạ thẩm lãng nói cừu yêu nhi bất kể là thân thể còn là linh hồn đều chỉ chiếm bây giờ một phần mười cơ thể ngài đúng không nữ vương medusa nói đúng hơn nữa nàng đặc biệt không sợ cho dù với dạng người nhân hoàng như ngài nàng có thể cũng không sợ lý tưởng của nàng là tự do tự tại phiêu bạc toàn thế giới đi thăm dò tất cả những gì chưa biết. Thẩm lãng nói vậy ngài thì sao? Nữ vương bệ hạ, ta à. Nữ vương Medusa nói mục tiêu duy nhất của ta, chỉ là còn sống. Trái tim thẩm lãng giật thót. Thẩm lãng lại nói nữ vương bệ hạ, ngài bỏ không được thành quinh, bỏ không được những người ngài đang bảo vệ đúng không? Nữ vương Medusa hỏi có chuyện nói thẳng, ngài muốn từ chỗ ta lấy được cái gì? Ngài thẩm lãng, một trong ba vị nhân hoàng. Thẩm lãng nói ta có thể yêu cầu ngài rời khỏi thành quyên, mang theo tất cả quân đội của ngài đi trợ giúp sự nghiệp của ta sao, nữ vương Medusa nở nụ cười quyến rũ. Thật sự là quá mức mị hoặc xinh đẹp, để cho người ta quả thực không cách nào nhìn thẳng, bởi vì trong chớp ngán này, toàn bộ trái tim giống như muốn ngừng đập vậy. Ngài cuối cùng nói ra khỏi miệng, phụ thân của con ta. Nữ vương Medusa mỉm cười nói nhớ kỹ ta mới vừa nói à mục tiêu duy nhất của ta chỉ hay sống được chỉ có sống mới có thể bảo hộ con gái bảo hộ cái khác ta muốn người phải bảo vệ trái tim thẩm lãng rung lên những lời này của nữ vương medusa là có ý gì nữ vương medusa cười nói thẩm lãng ta có mạnh không đây là nàng lần thứ hai hỏi cái vấn đề này thẩm lãng nói mạnh mẽ vô cùng nữ vương medusa nói khi ngài nghe về đế quốc uýp khi ngài nhìn thấy đế quốc uýp có cảm giác gì mộng ảo không chân thật như là một bong bóng xà phòng xinh đẹp thẩm lãng nói đúng ngài quả nhiên tài hoa hơn người thảo nào viết ra sách hay như vậy nữ vương medusa nói bong bóng xà phòng hoặc là ảo ảnh lúc đi trên biển hay sa mạc đôi khi sẽ nhìn thấy ảo ảnh trong phút chốc giống như cho là tiên cảnh vậy thế nhưng đi tới lại phát hiện trống không không chỉ có đế quốc quyết là như thế này nữ vương medusa ta đây cũng là như thế này nhân hoàng tương lai thời giờ của ta không nhiều lắm, ta có thể sắp chết. Nữ vương Medusa nói. Những lời này mới vừa nói xong, trong miệng nàng chợt phun một ngụm máu tươi. Màu đỏ máu tươi, bên trong tràn đầy tơ vàng. Hoàng kim huyết mạch, so với cựu yêu nhi lúc đó càng thêm kinh người. Phục ngay sau đó, nàng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, thân thể mềm mại ma huyễn của nàng ngã sụp xuống. Thẩm lãng mau tiến lên, một tay lấy nàng ôm lấy. Nữ vương Medusa nhìn thẩm lãng, tức giọng run rẩy phụ thân của con ta, nhân hoàng tương lai, sao giờ ngài mới đến? Ta thực sự không cho rằng mình có thể chèo chống đến thời khắc này. Đây là thẩm lãng lần đầu tiên chạm vào nữ vương Medusa. Khắp cả người lạnh lẽo đến mức như hàng băng vậy. Tại sao lại như thế? Thẩm lãng bèn hỏi. Nữ vương Medusa nói bởi vì thân thể này quá yếu. Thân thể này còn yếu à? Cơ hồ là thân thể mạnh nhất mà Thẩm Lãng từng gặp. Đương nhiên, cừu yêu nhi của chàng đã rất mạnh. Nữ vương Medusa nói nhưng các phương diện của loài người đều không giống như chúng ta đâu, chúng ta có thể sống cực kỳ lâu, mà tuổi thọ dài nhất của loài người cũng chỉ có thể chừng 100 năm mà thôi. Chúng ta thời thời khắc khắc đều cùng thiên nhiên, cùng mặt trời, cùng cả thế giới tiến hành trao đổi năng lượng. Chỉ cần chúng ta còn sống cho dù cho dù mỗi phút mỗi giây đều phải tiêu hao năng lượng to lớn. Thẩm lãng hiểu. Vậy đại khái giống như một chiếc xe hơi, sau khi lấy động cơ Bugatti Veyron lắp đặt trên xe cổ đầu thế kỷ 20, dù cho có lái được, hơn nữa còn chạy rất nhanh, có thể tăng tốc đến 200-300 km trên giờ. Thế nhưng mỗi lần chạy nửa giờ tối đa sẽ phải dừng lại, sau đó tiến hành bảo dưỡng toàn tập, bằng không cả chiếc xe sẽ hỏng. Cho nên phần lớn thời điểm chiếc xe này chỉ có thể để ở bên trong gara, nếu cứ dùng nhiều lần, chiếc xe này sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Thân thể Cừu Yêu Nhi đã rất mạnh, nhưng đối với nữ vương Medusa mà nói còn chưa đủ. Cho nên mấy năm qua này phần lớn thời gian nàng đều ở đây an nghỉ, bằng không cho dù chỉ cần tỉnh giấc, dù không cần cử động cũng tiêu hao năng lượng rất nhiều, sẽ tiêu hao sức sống của chính cơ thể này. Cục cưng bé nhỏ yêu yêu cũng như vậy hơn nữa bởi vì cô bé quá nhỏ cho nên thân thể càng thêm yếu đuối trên thực tế nếu ta muốn sống sẽ phải ở trạng thái an nghỉ hoàn toàn như thế tiêu hao năng lượng của cơ thể có thể giảm thiểu đến mức tận cùng nữ vương medusa nói thế nhưng cuối cùng ta vẫn cần tỉnh lại đúng vậy nàng mỗi lần đều phải tỉnh lại bởi vì có quá nhiều người cần nàng bảo vệ thẩm lãng nói kỳ thực những người này không liên quan gì đến ngài bảo hộ bọn họ là trách nhiệm của cừu yêu nhi nữ vương medusa nói nhưng bây giờ cừu yêu nhi cùng ta là nhất thể vậy liền là trách nhiệm của ta cừu yêu nhi muốn là một hiệp khách hoàn toàn muốn hành tẩu tứ phương phóng khoáng ngông nghênh nhưng con người không có khả năng có tự do tuyệt đối lúc ở thành nộ triều thời điểm nàng bị công ơn nuôi dưỡng của cừu thiên nguy ràng buộc bây giờ lại bị những người nàng phải bảo vệ ràng buộc nàng quá bác ái nữ vương medusa cười nói ngài thẩm lãng trước khi ngài đến thành quynh người mà ngài muốn gặp là cừu yêu nhi hay là Medusa, thẩm lãng trầm mặt một lúc lâu nói cừu yêu nhi. Đây là lời thật lòng của hắn, mặc dù nữ vương Medusa xinh đẹp hơn, càng cường đại hơn, thế nhưng nàng có vẻ quá hoàn mỹ, quá xa cách, quá không chân thật. Mà cá tính cừu yêu nhi tràn đầy sự mạnh mẽ, cho dù đã nhiều năm, thẩm lãng đều không thể quên. Nữ vương Medusa cười nói ngài yên tâm, trước khi ta chết, sẽ trả lại cừu yêu nhi cho ngài. Thẩm lãng hỏi vậy nàng bây giờ thì sao, nữ vương medusa nói nàng có thể thấy có thể nghe có thể cảm giác được thế nhưng đã mất đi quyền khống chế thân thể không phải là bởi vì ta quá bá đạo mà nếu tính sức mạnh linh hồn đơn thuần mà nói chúng ta thực sự quá cường đại thẩm lãng nói cho nên chí ít bây giờ người cùng ta nói chuyện với nhau là nữ vương medusa hoàn chỉnh nữ vương medusa nói đúng chờ đến thời điểm ta chết đi đó chính là cừu yêu nhi hoàn chỉnh Thẩm Lãng nói là ngài đoạt xá cừu yêu nhi à, Medusa lắc đầu nói không, vừa vặn ngược lại, là cừu yêu nhi ép buộc sông vào thế giới của ta, cưỡng ép đánh thức ta. Cái này nghe vào vô cùng huyền ảo khiến cho người ta không cách nào hiểu được. Thế nhưng Thẩm Lãng nghĩ đến bản thân mình, linh hồn hắn đến từ trái đất, nhưng thân thể hắn cũng là thẩm Lãng thế giới này. Medusa nói ngài có ngại ta nằm nói chuyện không? Như thế năng tượng ta Tiêu Hao sẽ nhỏ nhất bây giờ dù đứng cũng tiêu hao quá nhiều sức sống. Thẩm lãng đỡ nữ vương Medusa nằm xuống. Nhưng mà ngài thấy được, ta L không thể chết, vì bảo hộ yêu yêu, vì bảo hộ rất nhiều người vô tội, ta cũng không thể chết, cho nên hầu hết thời gian ta đều đang ngủ say. Nữ vương Medusa nói bây giờ cuối cùng chờ ngài được rồi. Thẩm lãng nói thứ cho ta nói thẳng, cái thế giới mới này là thuộc về vương triều vô lơn. Bất kể là ngươi, hay là ta đều là người ngoài cho nên chúng ta không bảo vệ được những thành bang của đế quốc quyết thậm chí cũng không bảo vệ được công tước hôn mục đích của ta là trở lại đế quốc đại viêm báo thù ta chẳng có bất kỳ hứng thú gì với tất cả thế giới phương tây nữ vương medusa nói ta biết sau khi ta chết càng thêm thì không thể bảo hộ thành quynh cũng không bảo vệ được những thành bang này của đế quốc quyết càng thêm không bảo vệ được vô số nô lệ được giải phóng phương đông về phương đông phương tây về phương tây Lời này là không sai, công tước đi bốt cũng luôn luôn nói như vậy. Nữ vương Medusa nói ngài là nhân hoàng phương Đông, ta càng thêm là người ngoài, chúng ta đều không làm được hoàng giả tân đại lục, thế nhưng có một người làm được. Thẩm lãng hỏi người nào, nữ vương Medusa nói ngài có cảm giác gì với con người đã dựng xây nên thành quyên này, thẩm lãng nói nữ hoàng đế quốc vô lơn hai ấy à. Bà ta một thiên tài, thiên tài nghệ thuật, tuyệt đối thế nhưng bà ta đã chết trên trăm năm. Nữ vương Medusa nói đúng, Thế nhưng bà ta có một người cháu cố, cô ta có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế vương triều vô lơn. Thẩm lãng nói thì tính sao? Nàng và chúng ta không có quan hệ gì, ta với chuyện tranh ngôi vị hoàng đế vương triều vô lơn không có hứng thú. Nữ vương Medusa nói nếu như nàng là người chị cùng cha khác mẹ của ngài thì sao? À, á, thẩm lãng tức khắc không biết nói sao cả. Nữ vương Medusa nói ta chỉ suy đoán mà thôi, ngài cần phải xem qua phần lịch sử vương triều vô lơn. Sau khi nữ hoàng hề lên lên ngôi bị quý tộc phương Bắc phản đối, thế là bà ta xuôi nam dời đô, kiến tạo thành quyên, cũng chính là từ khi đó phía nam vương triều vô lơn mới bắt đầu lấy được lực mạnh phát triển. Nữ hoàng hề lên lúc đó vì phát triển miền nam đế quốc, nên bãi bỏ chế độ nô lệ trên diện rộng, thậm chí đề bạc rất nhiều dân bản địa người Vinda trở thành quan lại của đế quốc vô lơn. Điểm này thẩm lãng rõ ràng không biết một chút nào cả, ở toàn bộ sách sử vương triều dô lơn hắn đều không nhìn thấy nhưng mà chuyện này cũng bình thường nữ hoàng hề lên tuy rằng được tất cả mọi người thừa nhận thời điểm bà còn tại vị cũng không có người mưu phản thế nhưng đại bộ phận quý tộc vương triều dô lơn đều đang âm thầm phản đối chính sách của bà cho nên đế quốc dô lơn hai diệt vong cũng chính là hạt giống thời kỳ nữ hoàng hề lên gieo xuống cả những gì bà đã làm không sai nhưng lại khiến cho toàn bộ đế quốc nam bắc chia lìa sau khi nữ hoàng đế quốc Dô lơn hai hề lên chết con của bà ta thừa kế ngôi vị hoàng đế trở về đế đô Dô lơn mà con gái nữ hoàng hề lên thì lưu tại thành quyên trở thành thân vương đế quốc thẩm lãng nói nói cách khác những thế hệ chân chính thống trị thành quyên đều là con gái và cháu gái của nữ hoàng hề lên sao nữ vương medusa nói đúng nhà hôn đời đời cũng là tổng quản trung thành của nữ hoàng hề lên thẩm lãng nói ngài hãy nói tiếp nữ vương medusa nói bốn mươi năm trước người thống trị thành quyên là cháu cố của nữ hoàng hề lên nữ thân vương seo ly bà ta lúc đó là cô gái tài hoa nhất của cả vương triều vô lơn được gọi là viên ngọc sáng của vô lơn có trí tuệ tuyệt đỉnh mãi cho đến ba mươi mấy tuổi bà vẫn không có kết hôn để vô số quý tộc vương triều vô lơn đều buồn bã nản lỏng thế nhưng bỗng nhiên có một đoạn thời gian bà ta biến mất đến khi bà xuất hiện trở lại đã sinh một con gái đặt tên là hề lên cùng tên với bà cố nữ hoàng hề lên thẩm lãng nói ý của ngài là công chúa hề lên này là khương ly bệ hạ cùng nữ thân vương seo ly sinh ra sao nữ vương medusa nói hoàng cung của thành quynh là một cung điện giống cái tuyệt đối nhất là lăng mộ hoàng cung dù cho chồng của nữ thân vương cũng không thể vào thế nhưng bên trong lại có rất nhiều chứng cứ khương ly bệ hạ tồn tại cho nên có lý do hoài nghi khương ly bệ hạ đã từng ở đây trong thời gian rất lâu hơn nữa vị công chúa hề lên này khi sinh ra gió dấu hiệu của con lai có đặc trưng của người phương đông Thẩm lãng nói trên người nàng có huyết thống người phương Đông, muốn trở thành nữ hoàng đế quốc vô lân ba, sẽ không thể nào đâu. Nữ vương Medusa nói toàn bộ phía nam phải hỗ trợ nàng, nhất là người bản địa Vinda sẽ hỗ trợ. Vương triều vô lân hôm nay chia năm sẽ bảy, thứ họ cần chính là một vị nữ hoàng có thể bao dung toàn bộ chủng tộc, mà huyết thống con lai của nàng ngược lại có thể trở thành một loại biểu tượng, thể hiện sự tồn tại của các chủng tộc. Thẩm lãng nói vậy vị công chúa Hề Lên này là người thế nào, Nữ vương Medusa nói nàng là một người thích mạo hiểm điên cuồng, lúc chỉ có 16 tuổi đã rời khỏi thành quân, cho tới bây giờ đều chưa có trở về, đã qua 17 năm. Thẩm lãng nói nếu như nàng còn sống, năm nay 33 tuổi à, nữ vương Medusa nói nếu như nàng xuất hiện, toàn bộ phía nam vương triều vô lơn có đối tượng chân chính thuần phục. Mà một khi nàng có thể trở thành nữ hoàng đế quốc vô lơn ba, vậy không hề nghi ngờ gì nữa, nàng sẽ trở thành minh hữu tuyệt đối của ngài, bởi vì hai người các ngài có khả năng rất lớn là chị em ruột được rồi chúng ta tạm thời không nói chuyện về vị công chúa hề lên vương triều vô lơn này nữa thẩm lãng nói nữ vương bệ hạ ngài còn thời gian bao lâu nữ vương medusa nói nếu như ở lăng mộ dưới hoàng cung tuyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say vậy còn có một năm một năm xin ngài yên tâm khi thời điểm ta sắp chết ta sẽ không kéo cừu yêu nhi cùng chết ta sẽ trả lại cho ngài thẩm lãng nói nói cách khác ở trong thời gian một năm này ngài không thể rời khỏi thành quyên thậm chí không thể rời khỏi lăng mộ hoàng cung nửa bước nữ vương medusa nói đúng yêu yêu cũng không thể rời khỏi thẩm lãng nói một năm kia sau đó yêu yêu thì sao nữ vương medusa nói trước khi ta chết đi không chỉ sẽ trả cừu yêu nhi lại cho ngài còn có thể đưa tất cả những thứ gì còn sót lại của cho yêu yêu dùng sinh mạng của ta trả giá có thể kéo dài mấy năm sống của con bé kế tiếp phải nhờ vào ngài bởi vì người mẹ như ta đã tận lực kế tiếp trách nhiệm bảo hộ yêu yêu sẽ phải giao cho người cha của nó tiếp tục nàng trông về phía thẩm lãng nói kỳ thực nếu như ta bây giờ tự sát là có thể trả lại cừu yêu nhi ngay cho ngài thẩm lãng lắc đầu nữ vương medusa bây giờ không thể chết được một khi nàng chết thành quynh sẽ thất thủ yêu yêu sẽ không có người bảo hộ bởi vì bây giờ người cha thẩm lãng còn chưa đủ lớn mạnh Nữ vương Medusa nói ngài thẩm lãng, cho nên thời gian của ngài vô cùng gấp gáp, trong vòng một năm ngài sẽ phải trở nên mạnh lên, phải có năng lực bảo hộ yêu yêu, phải có năng lực bảo hộ tất cả mọi người. Hôm nay tất cả ánh mắt đế quốc vô lơn ba đều ở trên người ta, đều ở thành quyên này, chỉ cần ta còn sống, cái thành phố này cũng sẽ không thất thủ. Đây là ngài phát triển vàng thời gian, kẻ địch lớn nhất công tước đi bốt của ngài cũng bị ta kiềm chế ở ở đây, không có thời gian đi quan tâm sự tồn tại của ngài. Thẩm lãng nói ta tối đa có thể mang đi bao nhiêu người, nữ vương Medusa nói sau một trận chiến với công tước Russel này, quân đội của chúng ta thương vong nặng nề, phần lớn thời gian ta đều đang ngủ say, cho nên cần số lượng quân đội nhất định phòng thủ thành quyên, cho nên ngài tối đa có thể mang đi 2.000 người. Được rồi, vậy là đủ rồi. Thẩm lãng nói ta muốn dẫn đi 500 quân của kỵ sĩ Roland, một nghìn người từ quân đoàn hải tặc Black Bear, 500 người đoàn kỵ sĩ phương Đông. Nữ vương nói được. Thẩm lãng nói nữ vương bệ hạ, ta còn cần một nhóm người đầy trí tuệ nữa. Nữ vương Medusa nói ta đã bắt mấy trăm tên học sĩ, người học việc của thiên nhai hải các làm tù binh, bọn họ đặc biệt thông minh. Thẩm lãng nói thiên nhai hải các là kẻ thù của ta, họ đi trung thành sao, nữ vương Medusa nói chưa đủ, nhất là học sĩ lớn tuổi, thiên nhai hải các để lại có bọn họ dấu vết quá sâu, thế nhưng những người học việc trẻ tuổi một chút chắc còn còn có thể cải tạo bọn họ có thể không có trí tuệ như vậy nắm giữ tri thức cũng không có nhiều như vậy nhưng ít ra chưa có hoàn toàn bị thiên nhai hải cắt tẩy não trên thực tế đối với thẩm lãng mà nói một đám trí giả là quan trọng nhất bởi vì kế tiếp thẩm lãng phải phát minh ra rất nhiều thứ mới muốn bắt đầu từ con số không bồi dưỡng nhân tài vậy không biết đến bao giờ đương nhiên cũng có thể trực tiếp bắt những nhà giả kim làm tù binh khai thác nhưng độ trung thành của bọn họ cũng có vấn đề. Không phải tộc của ta thì trong lòng ác có suy nghĩ khác. Thẩm lãng tìm được Trương Xuân Hoa. Xuân Hoa, ta phải đi. Thẩm lãng nói. Trương Xuân Hoa cất giọng đầy kinh ngạc nhanh như vậy sao? Thẩm lãng nói thế cục so với ta trong tưởng tượng càng thêm gấp gáp. Tiếp tục, hắn hỏi ngươi có sẵn lòng theo ta đi không? Trương Xuân Hoa nói đi theo ngươi. Rời khỏi nữ vương bệ hạ, thẩm lãng nói đúng. Trương Xuân Hoa nói ta đi với ngươi làm gì được. Ngủ với ngươi ấy à?" Thẩm Lãng nói biến thành túi khôn của ta, biến thành nữ tổng quản của ta. Trương Xuân Hoa lâm vào do dự. Thẩm Lãng cũng không nói nữ vương chỉ có một năm tính mạng, cũng không có nói nữ vương đã ký thác hy vọng vào trên người chính Thẩm Lãng. "Thẩm Lãng, ngươi sẽ tấn công về đế quốc Đại Viêm đúng không?" Trương Xuân Hoa bèn hỏi. Thẩm Lãng nói đúng. "Vậy ta theo ngươi." Trương Xuân Hoa nói thế nhưng ta phải nói từ đầu, ta cũng không chỉ là thứ đồ chơi trên giường của ngươi đâu. Thẩm lãng nói ngươi sẽ chờ mệt đến học máu đi. Trương Xuân Hoa nói học máu từ trên xuống dưới sao, á, à, thẩm lãng nói tiểu thư Trương Xuân Hoa, ngươi là con gái sung công, ngươi là thiên kim tiểu thư của sĩ phu vương triều phương đông chúng ta. Ở nước ngoài, mỗi cử động tiếng nói của ngươi đều đại biểu cho dân tộc và thể diện quốc gia, cho nên xin ngươi chú ý ăn nói một chút, chú ý hình tượng thêm chốt, người đứng trước mặt ngươi là một trong tam đại nhân hoàng, ngươi phải giữ thể diện. Huống hồ ngôn ngữ của ngươi chưa chính xác, nên là trên hộp máu dưới văn tung tóe. Trương Xuân Hoa nói mấy năm này buôn ba bị dày vò quá nhiều, hy vọng ta còn có máu để mà tung tóe. Không được, không chịu nổi, cái cô gái này tài thì có tài thật nhưng nói năng quá dơ bẩn đi. Trương Xuân Hoa, những học sĩ thiên nhai hải các bị bắt làm tù binh theo ngươi có đáng tin cậy không? Thẩm lãng bèn hỏi không đáng trương xuân hoa nói cho dù đi tới chân trời góc biển họ trong đầu vẫn là trung thành với thiên nhai hải cát thẩm lãng hỏi ta cần dùng đến một số người thông minh kế tiếp chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu đủ loại vũ khí mới loại vũ khí ta cần một nhóm người giá trị tín nhiệm tuyệt đối ngươi có thể chọn mấy người cho ta trương xuân hoa đáp không có người đáng tin tuyệt đối trừ phi giá trị vinh dự ngươi cho họ vượt qua thiên nhai hải cát chỉ có người học việc trẻ tuổi mới có không gian cải tạo Người như vậy ta có thể tìm cho ngươi từ 3 đến 40 người Lúc đó nữ vương Medusa bắt mấy trăm người làm tù binh Nhưng thẩm lãng có thể mang đi chỉ có thể chọn mang đi ngừng ấy người Hèn chốt họ đã buôn ba rất nhiều năm Khoảng cách thế giới phương đông xa mấy vạn dặm Công lực tẩy não của thiên nhai hải chắc thật đúng là mạnh đến đáng sợ Cục cưng như vô cùng hạnh phúc Bởi vì lúc này cha mẹ đều ở bên cạnh cô bé Hầu hết thời gian từ nhỏ đến lớn cô bé đều nằm ngủ dù đến khi tỉnh lại cũng không có mẹ bên cạnh thẩm lãng ôm thân thể yếu ớt bé nhỏ của con và kể chuyện cổ tích yêu yêu nghe được đặc biệt chăm chú dường như chăm chú đến mức muốn thuộc lòng từng chữ vào trong đầu sau khi nghe kể chuyện yêu yêu có hơi mệt cô bé phải ngủ bằng không sẽ tổn thương thân thể cô bé thật sự quá yếu đuối thẩm lãng hơi cố dùng sức ôm chặt cô bé thật sự là công chúa bạch tuyết của ba ba mà đây là món đồ chơi ba ba làm cho con Đương nhiên thật sự nói đối với cục cưng bé nhỏ yêu chúng ta mà nói quá đơn giản. Thẩm lãng nói dịu dàng. Tiếp đó, hắn cầm một món đồ chơi đặt ở trong lòng bàn tay của yêu. Đây là khối Rubik, thẩm lãng làm suốt đêm ra một khối Rubik đặc biệt. Tổng cộng 6 mặt, mặt đầu tiên là ba ba thẩm lãng, mặt thứ hai là mẹ Medusa, mặt thứ ba là cục cưng yêu, mặt thứ tư là cô bé thẩm mật, mặt thứ năm là bé thẩm giả, mặt thứ sáu là nhóc tỳ thẩm lực thẩm lãng vẽ được đặc biệt tỉ mỉ, mỗi một mặt bức họa đều rất sống động. Sau khi sáu trộn khối Rubik, sáu mặt người cũng bị loạn, cần một lần nữa xoay chuyển mới khôi phục hoàn chỉnh những gương mặt này. Cục cưng, con thử nhìn một chút. Thẩm lãng nói. Yêu yêu tiếp nhận khối Rubik, nhìn thoáng qua khối Rubik hoàn toàn bị sáu trộn này. Tiếp đó, cô bé bắt đầu vặn khối Rubik. Chỉ nửa phút sau, khối Rubik liền khôi phục hoàn chỉnh, sáu mặt đều hợp lại tốt. Thẩm lãng lại một lần nữa phải kinh ngạc. Đây là con gái của ta. À? Cục cưng, con còn thông minh hơn cả ba ba nhiều. Không có nói cho cô bé biết bất kỳ công thức cũng không có bất kỳ bí quyết nào, cô bé nhìn thoáng qua sẽ biết. Chuyện này quả thật cũng không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Cục cưng nhà ta thật sự là quá thông minh, thông minh đệ nhất thiên hạ, tiểu công chúa xinh đẹp số một. Thẩm lãng giơ ngón tay cái lên nói sau này khi đệ đệ muội muội nhìn thấy y ư. Không biết sẽ sùng bái cỡ nào Cục cưng bé nhỏ yêu yêu có chút đắc ý Lại có chút ngựa ngùng trục vào lòng ba ba Trong đôi mắt to chứa trang thứ ánh sáng vô cùng hạnh phúc như là mật ngọt vậy Cục cưng Ba ba trong vòng một năm sẽ quay lại đón con có được không Thẩm lãng nói dịu dàng cho đến lúc này Yêu cùng ba ba cũng sẽ không tách ra nữa Có được hay không Cục cưng bé nhỏ yêu yêu mở to hai mắt nhìn thẩm lãng Cô bé không khóc Mà là nghiêm túc cực đầu thân thể cô bé vô cùng yếu đuối thế nhưng ý chí cũng rất kiên cường thẩm lãng lại một lần nữa ôm chặt cô bé vào lòng cố nén nước mắt cục cưng chuyện ba ba đáp ứng con nhất định sẽ làm được trong vòng một năm dù có bò đến cũng sẽ ở trước mặt con thẩm lãng ta đây đã phụ lòng quá rất nhiều người nhưng tuyệt đối không cô phụ cục cưng yêu của ta thẩm lãng ở trong lòng hết lần này đến lần khác xin thề tiếp đó nói dịu dàng được rồi cục cưng ngủ đi yêu yêu lanh trí nhắm hai mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngọt ngào bàn tay nhỏ bé vẫn cầm lấy khối rubik không buông thẩm lãng ôm cô bé mãi cho đến nửa đêm cuối cùng lưu luyến không rời mà đặt cô bé lên dương. cục cưng ba ba đi nhưng chẳng bao lâu sẽ trở lại đón cục cưng đi ra khỏi căn phòng không bụi của yêu bất kỳ ai dù có mạnh đến đâu cũng có lúc phải hòa tan nữ vương medusa nói cho nên loài người rõ ràng yếu đuối cực kỳ thẩm lãng nói đây là nhân vị nữ vương medusa nói ta cũng biến thành yếu đuối tiếp tục nàng hướng thẩm lãng nói như vậy tạm biệt nhân hoàng tương lai chờ đến khi ngài trở về lần nữa ta liền giao cừu yêu nhi cho ngài dứt lời nữ vương medusa xoay người rời khỏi từ từ đi vào lăng mộ dưới hoàng cùng thẩm lãng cảm giác được buồn tim của mình lại một lần nữa sụp đổ một chút Lẽ nào đây là một lần cuối cùng thấy bóng lưng nữ vương Medusa à? Xinh đẹp mê hoặc đến mức không chân thật. từ yêu nhi cùng nữ vương Medusa chỉ có thể có một tồn tại ở thế gian này sao? Một lúc lâu sau, lúc thẩm lãng đi khỏi thành quinh, mang theo hai ngàn người thừa dịp bóng đêm đi về phía bờ biển đông. Tầm hai ngày sau, hai ngàn người mới đến đến bờ biển. Vùng biển này đặc biệt hẻo lánh, hơn nữa tràn đầy đá ngầm, cho nên hạm đội đế quốc vô lơn ba ít đến nơi này tuần tra đợi 3 giờ sau. Bốn chiếc tàu hải tặc xuất hiện trên vùng biển này. Lái tàu là cao thủ tuyệt đối, có thể lách khỏi tất cả đá ngầm. Hai ngàn người của thẩm lãng vô thanh vô tức leo lên bốn chiếc tàu hải tặc, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng cách rời khỏi vùng biển này đi 300 dặm về hướng đông, đó sẽ đi về phía nam, cuối cùng đi về phía tây qua đảo quặng Kalinitrat. Từ đầu tới đuôi, thẩm lãng không có phát biểu hay nói chuyện, càng không có bất kỳ tuyên bố hùng hồn cứ như vậy im hơi lặng tiếng rời khỏi thành quinh, leo lên bốn con tàu, lái về một phương xa không biết. Có thể không phải phương xa. Đối với thẩm lãng mà nói, chỗ hắn muốn đi ngược lại khoảng cách đế quốc đại viêm càng gần một chút. Thẩm lãng đứng ở trên bông tàu nhìn biển rộng mênh mông. Một người đứng ở bên cạnh hắn, lặng lặng cũng không mở miệng. Black Bear, Thủ lĩnh nhóm hải tặc. Nàng lại theo thẩm lãng đến, ta là người của hải tặc đảng Skeleton lúc bọn họ ra đi, ta còn rất nhỏ. Black Bear nói, đảng hải tặc Skeleton chúng ta đã từng hoành hành toàn bộ thế giới, bất luận kẻ nào cũng phải gục ngã trước lưỡi đao chúng ta, bất kể là công tước hay thân vương đều cầu xin chúng ta che chở. Ta không có một ngày không nghĩ tìm được bọn họ, tìm được cha mẹ của ta, tìm được đảng Skeleton của ta. Nữ vương Bệ Hạ đã đáp ứng ta, dù cho nàng không thể giúp ta tìm được đảng Skeleton, cũng sẽ cho người giúp ta tìm được Tiếp đó ngươi xuất hiện, ngài có thể tìm được đảng Skeleton không? Black Bear trông về phía thẩm lãng hỏi. Thẩm lãng nói chỉ cần bọn họ còn sống, ta liền có thể tìm tới bọn họ. Black Bear nói vậy ta sẽ cống hiến cho ngài. Chúng ta là những người bị đất nước Amazon Queen vứt bỏ, chúng ta là sự sỉ nhục, chúng ta ra sức chiến đấu, chỉ vì muốn nói cho nữ vương Amazon, một người mạnh mẽ không nằm ở thân thế, còn có ý chí. Có 500 người của đoàn kỵ sĩ Roland theo thẩm lãng đi khai thác thành mới, người cầm đầu là Mang Roland. Mang là tên, Roland là dòng họ. Nàng biểu hiện ra cũng là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, gần với Violet Roland. Nữ vương Medusa đã cứu cá tộc chúng ta, cho nên bất cứ mệnh lệnh gì của nữ vương, chúng ta đều có thể phục tùng. Mang Roland nói mặc kệ ngài để chúng ta đi nơi nào, đi cùng ai chiến đấu, chúng ta đều không lui chút nào, chúng ta đối với ngài chỉ có một thỉnh cầu. Thẩm lãng nói mời nói. Mang Rolen nói nếu như chúng ta đã chết, xin ngài hãy hất cho cốt chúng ta tới vùng biển ở đất nước Amaronquin. Chúng ta khi sống không thể trở về quốc gia của mình, dù chết cũng không về được, nhưng tối thiểu có thể cách chúng ta tổ tiên gần một chút. Thẩm lãng nhìn người đàn bà cao lớn này, tiếp đó nghiêm túc gật đầu. Hơn nửa lòng hắn đặc biệt xót xa, cả tộc Rolen bởi vì không đủ cường đại, cho nên bị đất nước Amaron Queen lưu đầy, chuyện này gây tổn thương đến tâm linh các nàng biết bao nhiêu. Khi thành quân đại chiến công tước Russel, thẩm lãng phát hiện đoàn kỵ sĩ Roland gan dạ đến không bình thường, gần như có cảm giác tử vì đạo, không chỉ không sợ chết, ngược lại như là đang đeo đuổi cái chết. Giống như chỉ có chết trận ở trên sa trường, mới có thể chứng minh chính các nàng là nữ chiến binh Amaron, mới không có làm nhục vinh quang của tổ tiên. Một người trung niên anh tuấn đứng trước mặt thẩm lãng, ông ta chính là thủ lĩnh Lan Phong của đoàn kỵ sĩ Phương Đông. Có phải huynh trưởng của ngài tên lang Đạo? Thẩm lãng bèn hỏi. Lan Phong kinh ngạc, rồi ông nói đúng, thế nhưng ta và hắn có xích mít. Thẩm lãng không hỏi lý do vì sao ông ta và lang Đạo xích mít, nhưng chắc là bởi vì bất đồng quan điểm. Thẩm lãng nói Đại Tông Sư lang Đạo là bạn tri kỷ vong niên của ta. Lan Phong nói hắn tri kỷ khắp thiên hạ, thẩm công tử chớ để bị nhiệt tình của hắn lừa gạt bạn tri kỷ kiểu như ngài, hắn có vô số. Trong lòng Lan Phong tràn đầy châm biếm, ông ta rời khỏi đế quốc Đại Viêm rất sớm, cho nên còn tưởng rằng cái tên Lan Đạo là khắp thiên hạ, đại tông sư kết nghĩa vườn đào khắp thiên hạ. Thẩm lãng cười, cũng không có giải thích. Lan Phong nói có một việc ta phải cùng thẩm công tử nói rõ ràng, đoàn võ sĩ phương đông chúng ta đã chạy khỏi vương triều Đại Viêm từ sớm, thân phận của chúng ta không mấy sáng sủa, chúng ta là Dương Nghiệt Khương Ly Bệ Hạ, một khi dùng chúng ta liền triệt để đắc tội toàn bộ đế quốc đại viêm ngài xác định còn muốn dùng chúng ta à còn dám dùng chúng ta không quả thế năm đó khương ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử sau đó rất nhiều người đều chết hết còn có một chút người trốn đi trong đó có một nhóm người ít ỏi thoát đến hải ngoại đoàn võ sĩ phương đông của lan phong đều là quân của đế quốc đại càng thẩm lãng nhún vai nói tướng quân lan phong à ngài nói muộn rồi ta đã đắc tội chết với đế quốc đại viêm tướng quân lang phong nói vậy được vậy quãng đời còn lại của ta liền theo thẩm công tử bôn ba nữ vương medusa đã cứu tánh mạng của chúng ta ý chí của nàng chính là hướng đi của chúng ta thẩm lãng đứng ở trên bông thuyền nhìn bốn con tàu này đây chính là mầm móng của hắn ở thế giới phương tây phí thời gian nửa năm hắn cuối cùng có một nhánh quân đội của mình mặc dù số lượng rất ít cũng chỉ có hai ngàn người nhưng đặc biệt tinh nhuệ hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc về mỗi mình thẩm lãng đương nhiên cái này vẫn là ăn bám có được thế nhưng cơm chùa cũng là một loại thực lực có đúng không Rô Mangrolen Lan Phong Trương Xuân Hoa chính là bốn người phe chính thống của hắn ở thế giới phương tây đáng giá ở thế giới phương tây hắn trăng trở mấy vạn dặm buông ba nửa năm lấy được hai ngàn người này đáng giá xây nhà cửa khó khăn nhất chính là nền móng một khi nền xây vững kế tiếp nhà cao tầng sẽ ở trong tầm tay ta đây sẽ phải đi kiến tạo thành phố thuộc về ta ta muốn bắt đầu phát triển thuốc nổ phát triển đại pháo hạm đội của thẩm lãng cứ mãi đi về hướng đông luôn luôn hướng đông trên đường vẫn liên tục không ngừng gặp hạm đội của đế quốc vô lân ba còn có vô số tàu vận lương nhưng hạm đội thẩm lãng treo chính là cờ hải tặc cho nên hoàn toàn là nước giếng không phạm nước sông ở phía trên đường biển ngàn dặm trên đường mặc dù gặp một chút phiền toái thế nhưng toàn bộ đều có kinh không hiểm black bear dễ dàng đáp trả Hóa ra luật của hải tặc dùng tốt như vậy, trừ thứ biến thái như cừu yêu nhi, trên cơ bản ít khi đánh trực tiếp đánh, đàm phán vẫn là chính. Hơn nữa quái đảng chính là, dọc theo đường đi gặp rất nhiều tàu buôn, bọn họ vừa tách ra, vừa dựa theo phép tắc đưa tới vàng, tỏ ý ngươi đừng tới cướp bóc ta. Gặp hải tặc càng lớn hơn cũng sẽ không khai chiến, đôi bên phất cờ hiệu giao lưu, Black Bear tỏ ý chúng ta chỉ là đi ngang qua, không có muốn xâm chiếm vùng biển của ngươi thẩm lãng không khỏi cảm khái theo vương triều vô lơn chia năm sẽ bảy cái vùng biển này đơn giản là thiên đường của hải tặc gần như không có bất kỳ thiên địch không có hạm đội chính thức tới vây quét hải tặc giữa chỉ cần bất xâm phạm vùng biển đối phương cũng căn bản sẽ không có xung đột thậm chí đối phương còn có thể đưa đến lương thực và rượu ngon thành quyên cách tiếp đến của thẩm lãng có hơn một vạn năm ngàn dặm trên đường cần ngừng để tiếp viện đổi thành những người khác nhất định là muốn xong đời Thế nhưng Black Bear lại quen với việc tiếp viện ở các trụ sở hải tặc. Mỗi một lần tiếp tế tiếp viện cũng rất thuận lợi, chỉ phải trả tiền là được. Tầm đi 27 ngày. Thẩm lãng cuối cùng đến đích, vùng cực nam bán đảo dây tai. Ở đây cách đảo quặng Kaliningrad vừa đủ gần, hơn nữa trên đảo có mỏ quặng sắt hoang phế, thích hợp biến thành căn cứ của thẩm lãng nhất. Đương nhiên ở đây khoảng cách thành Golden Dây của công tước đi bốt thực sự quá gần, thế nhưng vị nữ công tước này vẫn còn cách hơn một vạn dặm nàng bây giờ đang giả tâm bừng bừng chuẩn bị trù hoạch kiến lập đế quốc vô lân ba chuẩn bị triệt để tiêu diệt đế quốc quyết mà cho nên thẩm lãng có thời gian vàng trong mấy tháng để phát triển trong khoảng thời gian này không có bất cứ kẻ thù nào từ nay về sau cái bán đảo này thuộc về thẩm lãng ta đây lên đảo xây công sự thẩm lãng ra lệnh một tiếng hơn hai ngàn người xuống tàu leo lên bán đảo dây tay vùng cực nam đến tận đây lãng gia phát triển đại nghiệp chính thức tiến vào nề nếp, thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Cuộc sống không thể khoe mẽ trôi qua thật nhanh, 50 ngày trôi qua. 2.000 người của thẩm lãng lên quần đảo dây tai chỉ nửa tháng, có thể dùng cụm từ thuận lợi đến lạ lùng để hình dung. Sau khi lên đảo không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, bởi vì nơi này căn bản sẽ không có người. Ở rất nhiều năm trước, ở đây từng có một khu mỏ của nhà Russo chuyên tinh luyện sắt, bây giờ còn rất nhiều hầm mỏ, còn có cả xưởng luyện kim bỏ hoang nữa. Thế nhưng hồi mấy năm trước, công tước đi bốt lại vứt đi cái khu mỏ này. Vì sao? Bởi vì hàm lượng lưu huỳnh trong quặng sắt này quá lớn nên luyện sắt thành phẩm quá giòn. Đương nhiên dù cho như thế đi nữa, đó cũng là một khu mỏ sắt, có thể dùng để tôi luyện sắt làm những vật dùng sinh hoạt hàng ngày vẫn có ít, thế nhưng sau đó gia tộc Truso phát hiện một quặng sắt có chất lượng cao hơn, cho nên liền bỏ qua cái khu mỏ này. Cho nên thẩm lãng 2.000 người dễ dàng chiếm lĩnh ở đây, đồng thời bắt, rèn đúc, thành phố. Không sai, là thành phố, bình thường mà nói, nếu như muốn xây một thành phố, cho dù một cái pháo đài phải mất bao lâu, lấy ví dụ như pháo đài chính của cựu thiên nguy ở thành nộ triều dùng thời gian mười mấy năm, tòa lâu đài của công tước nhà Russo xây mất hai mươi mấy năm, hoàng cung thành quyên mất đến hai mươi bảy năm mới hoàn thành. Vậy thẩm lãng sẽ xây dựng thành phố này mất bao lâu? Thẩm lãng quyết định mục tiêu là dùng nửa năm, xây xong một thành phố trăm ngàn người cư trú. Khi hắn nói ra cái mục tiêu này, người phía dưới kinh ngạc sững sờ, cảm thấy hắn đang nói nói mớ. Thành phố trăm ngàn người bao lớn? Dù cho ép trên lấn cũng cần 10 cây số vuông, một thành phố ngang dọc 6 dặm, dựa vào 2.000 người kiến tạo, nếu như chỉ dùng gỗ, có thể cần thời gian 2-3 năm mới có thể xây xong, nếu như dùng đá cũng phải cần đến 5 năm nửa năm thực sự như người si nói mộng nhưng giống như một nhà ảo thuật mỗi khi lấy ra một thứ gì mới quả thực để cho người ta nhìn không kịp đầu tiên hắn từ bỏ hai loại vật liệu kiến trúc là gỗ và đá hai chất liệu này tốt thế nhưng quá phế thời gian món đầu tiên hắn lấy ra là xi măng có lẽ có người sẽ nói cái thứ xi măng không phải làm càng chậm sao nào là nung khô nào là xoay nhuyễn hoàn toàn là ngành công nghiệp thâm dụng lao động lời nói này đúng phân nữa nhưng ai lại để thẩm lãng tìm được một phong thủy bảo địa cách đó không xa thì có một hòn đảo núi lửa phía trên có một núi lửa đang hoạt động cách mỗi mấy năm sẽ phun trào một lần như vậy thứ nhiều nhất trên đảo núi lửa là gì cho núi lửa khi được thêm vôi nó biến thành xi măng cho núi lửa nghe có vẻ rất nguyên thủy nhưng xi măng đã rất cứng rồi chỉ cần phái tàu thuyền không ngừng trở về cho núi lửa là được còn vôi thẩm lãng chỗ ở bán đảo dây tai đã phát hiện mấy cái mỏ vôi cho nên gần như từ vừa mới bắt đầu sản lượng xi măng cũng đã đặc biệt cao hoàn toàn quyết định bởi năng lực vận chuyển từ đội tàu của hắn đối với điều thứ hai nó thậm chí còn chẳng hề lạ đó là gạch hắn đã sử dụng hàng ngàn người để đốt gạch từ đó những cái lò gạch từ từ mọc lên đứng sừng sững những viên gạch này vừa nung xong ngay lập tức được xây thành nhà cửa ở đây chỉ xây loại nhà lầu hai tầng cỡ nhỏ bởi vì bây giờ còn chưa có cốt sắt dựa vào gạch và xi măng chỉ xây được hai tầng là tối đa thậm chí đến phía sau thẩm lãng cảm thấy tốc độ xây nhà như vậy quá chậm đơn giản chế tạo gạch xi măng trên quy mô lớn như vậy xây nhà sẽ nhanh hơn cho nên sự phát triển bán đảo dây tai đơn giản là biến chuyển từng ngày từ từng căn nhà đến cả đống nhà cửa nối tiếp nhau mọc lên như nấm hôm nay thời gian mới vừa trôi qua nửa tháng một thị trấn cỡ lớn đã thành hình. Lúc này, dưới trướng thẩm lãng không chỉ có hai 000 người mà tăng vọt đến 5.000 người, ba 000 người còn sót lại đều là nô lệ do hắn dùng tiền mua được. Sau khi mua được liền trả lại thân phận tự do cho họ. Nhưng hình như những người nô lệ này cũng chẳng có mừng vui cho lắm, họ vẫn đờ đẫn như cũ, thế nhưng, khi họ tiến vào những căn nhà mới, sự hân hoan này rốt cục đè nén không được nữa gần như tất cả nô lệ đều giống nhau phải sống trong chuồng lợn bẩn thỉu ngay cả nô lệ của quý tộc cũng là mấy chục người một phòng còn cái thành phố này của thẩm lãng đều hai người một phòng mười hai người ở một căn nhà quả thực hạnh phúc muốn rơi lệ hơn nữa những căn nhà gạch đối với những nô lệ này mà nói quả thật như cung điện vậy thế nhưng hiệu suất làm việc của những nô lệ này chậm hơn quân đội quá nhiều không phải vì bọn họ không cố gắng mà quá ngốc bởi vì phần lớn nô lệ đều chỉ làm thứ công việc được lặp đi lặp lại đơn giản, ví dụ như nung gạch, nung vôi, trộn xi măng theo tỷ lệ cố định. Nhưng sau khi mua được nhóm nô lệ đó lại giúp giải thoát 2.000 quân dưới trướng thẩm lãng khỏi công việc nhàm chán này, từ đó bọn họ có thể làm những việc phức tạp hơn. Thẩm lãng đã mở ra cái rương mà Khương Ly để lại. Thật sự đã mở ra từ rất sớm, bởi vì khi ánh trắng chiếu lên nó, mặt ngoài rương sẽ xuất hiện một loạt chữ số la mã cùng chữ cái la tinh đây là một chiếc rương mật mã lúc đó thẩm lãng quả thật có chút kinh ngạc không hề nghi ngờ đây cũng là một kết quả của văn minh thượng cổ bên trong nhất định có một viên đá ác mộng lấy tư cách nguồn năng lượng như vậy mật mã cái rương này là gì vậy tổng cộng có mười chín vị trí đổi thành những người khác căn bản không có thể mở ra cái rương này nhưng thẩm lãng gần như liếc mắt liền nhìn ra mật mã của nó thậm chí còn quá rõ ràng, ngoài cái rương có một hình tròn, như vậy không hề nghi ngờ lại là số pi. Thế là thẩm lãng nhấn chữ số la mã ba cái rương trực tiếp liền mở ra. Bên trong đầy ắp có tầm năm bình đang dược, năm cuốn thượng cổ điển tịch, còn có đủ loại tư liệu khương ly ghi chép tầm vượt qua mấy trăm ngàn chữ. Thẩm lãng đọc xong, sau đó rõ ràng nhìn mà than thở, đây quả thực là bảo tàng khổng lồ nhất là những tư liệu Khương Ly ghi lại kia, có rất nhiều thứ đều là cơ mật mang tính then chốt của cả thế giới phương Tây. Nhưng lúng túng ở chỗ, mấy thứ trong rương này không phải để lại cho thẩm lãng, mà là ể cho công chúa hề lên. Thẩm lãng thương yêu con gái của mình, Khương Ly đương nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng khi công chúa hề lên mới vừa sinh ra không lâu sau, ông ta rời khỏi tân đại lục trở về vương triều đại viêm, cho nên để lại rất nhiều thứ quý giá cho con gái của mình. Trong thời gian nửa tháng nay, đại đa số thời điểm thẩm lãng đều đang nghiên cứu những bảo vật khương ly bệ hạ để lại. Quả thực quá quan trọng, hoàn toàn mở ra một ngọn đèn dẫn lối cho thẩm lãng mở ra cục diện. Lấy mấy ví dụ thế này. Trong tài liệu Khương Ly nói cho hề lên chỗ nào có, hỏa du khoáng, cái gọi là, hỏa du, chính là dầu hỏa, thạch du. Chỗ nào có mỏ vàng quy mô lớn, chỗ nào có quặng sắt chất lượng cao. Còn chưa tính đến những thứ này, Thêm chốt ông ta còn đánh dấu địa điểm của hai di tịch thượng cổ, còn có lịch sử và những tấm kỵ của bộ lạc nữ chiến binh Amazon, còn có rất nhiều cơ mật của họ. Tóm lại, cái trương Khương Ly bệ hạ để lại này đối với thẩm lãng mà nói quả thực chính là một bảo tàng khổng lồ, hắn mỗi ngày đều ở mức ăn mất ngủ nghiên cứu. Mà suốt thời gian nửa tháng này, Trương Xuân Hoa thực sự muốn mệt mỏi học máu. Thẩm lãng làm chủ quân, thực sự chuyện gì cũng chẳng động tay đến, chỉ có hạ lệnh xuống, còn chuyện sắp xếp tất cả mọi việc đều giao cho trương xuân hoa còn có học viên thiên nhai hải các nàng mang tới năm nghìn người nội chính đã để cho nàng bể đầu sức tráng thời gian ngủ mỗi ngày không vượt qua ba canh giờ bởi vì tất cả đều bắt đầu từ con số không có trời mới biết có bao nhiêu khó khăn may là lúc này cái khung đã dựng xong nàng cuối cùng không cần phải tự làm mọi việc thẩm lãng chúng ta đã không còn tiền trương xuân hoa đi đến trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xuống, uống nước trà ừng ực. Không có tiền. Thẩm lãng kinh ngạc nói lúc chúng ta rời khỏi thành quyên, không phải mang theo ba mươi mấy vạn đồng vàng à, đã xài hết rồi. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm lãng ngạc nhiên, tốn nhanh như vậy, chúng ta mua lương thực vượt qua mười vạn người ăn, mua rất nhiều vải bông, mua nhiều gan, mua cả đống thợ rèn, mua vô số hạt giống, đã mua ba nghìn nô lệ, còn có hai vạn nô lệ ở phía trên đường biển, ở nửa tháng trước, ngài vung bút lên mua một hơi 13 con tàu biển, dù ngài có đem ta đi bán cũng không biến ra nhiều tiền như vậy đâu. Mặt khác, ngài Thẩm Lãng à, ta có thể hỏi một chút, ngài mua những vật này là làm cái gì? Thẩm Lãng nói thứ gì hả? Loại tơ lụa 30 đồng vàng một cây, ngài mua 150 cây đủ loại màu sắc, vì sao lại thế? Còn có có đai lưng nạm vàng chạm ngọc này, ngài mua một hơi 10 chiếc. Đây là thế nào? Trứng cá tầm muối loại đắt nhất 150 con hưu sống, 270 con bò sữa, rượu vang đỏ, rượu vang trắng loại 15 năm đủ kiểu ngọt, suýt, bán ngọt, semi suýt, đỏ chát, ri trắng chát, ri white đến 530 thùng. Suýt white là loại vang được làm từ nho có nồng độ đường cao, bao gồm 5 loại nhỏ, vang nổ, vang ngọc ít, vang ngọc nhiều, vang đỏ ngọt, vang ngọt nồng độ cao. Semi-sweet wine là loại vang có hậu vị ngọt nhưng vẫn xen lẫn vị chát nhẹ, không quá gắt, nồng độ cồn vừa phải. Còn ri, khô, chỉ vang chát, do có lượng ta niên nhiều được chiết xuất từ vỏ và hạt nho. Khi uống, loại vang chát này sẽ khiến người uống cảm thấy như bị khô miệng. Các loại tinh dầu nước hoa, tổng cộng 356 bình. Còn có lượt, nào là sừng trâu, ngà voi, ngọc thạch, tổng cộng vượt qua hơn 100 cây. Còn có các loại đá quý, ngài mua hơn 300 cân, ta lần đầu tiên nhìn thấy mua đá quý tính bằng cân nhân hoàng bệ hạ của ta, xin hỏi ngài mua mấy thứ này làm cái gì đấy, thẩm lãng đáp sử dụng, ăn, uống thôi mà. Trương Xuân Hoa muốn khóc, hận không thể trực tiếp cầm lấy cái ghế dưới mông đập chết vị nhân hoàng tương lai này. Cái này, cái này đến nước nào rồi? Ngài lấy tư cách vua chúa mà mỗi ngày rất chi ung dung nằm đọc sách không nói, còn muốn sinh hoạt như vương hầu thế này. Chúng ta đây là đang chật vật gây dựng sự nghiệp, người dùng tiền mua mấy thứ xa xỉ hưởng thụ đã vượt qua hơn một vạn đồng vàng thật sự ngài chuẩn bị đánh trở về đế quốc đại viêm sao làm sao ta lại có cảm giác đi theo ngài chẳng chắc ăn chẳng đáng tin cậy chút nào cả vậy tức khắc trương xuân hoa nói bằng giọng nghiêm túc thẩm lãng ngài đây là chủ ta cho nên ta nhất định phải khuyên nhủ ngài gây dựng sự nghiệp gian khổ làm sao xa xỉ lãng phí như vậy chúng ta là chính quyền lưu vong nơi xứ người chúng ta gian khổ lập nghiệp chúng ta có tư cách gì lãng phí ngài xa hoa lãng phí vô địch như thế sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông sao xứng đáng với những con dân hiệu trung ngài được trương xuân hoa còn chưa nói lời hết liền câm miệng bởi vì thẩm lãng cầm một ly vang bán ngọc đưa đến miệng nàng đút ngay cho nàng uống tiếp đó cắt ra một miếng bếp xe tét chín năm phần đút ngay vào miệng nàng cuối cùng đeo cho nàng một sợi dây chuyền đá quý lại lấy cho nàng một bộ váy áo vô cùng lộng lẫy thật là thơm trương xuân hoa nói cái váy này trông đẹp quá đi bây giờ còn thiếu một cái kim cài áo, trang sức của thành Monroe vừa tinh xảo vừa đẹp, lần sau chúng ta chúng ta đi mua cả trâm cài áo và hoa cài đầu ở đó. Cứ như vậy, Trương Xuân Hoa ôm một đống quà lớn, rồi quay nhanh về đến chống cả mặt. Thế nhưng một lát sau, nàng lại trở về chưa, lần này nàng không có sẽ răng dậy thẩm lãng lãng phí phá sản, mà cất giọng khổ sở thẩm lãng, chúng ta thực sự không còn tiền, lần trước chúng ta đặt hàng cho hải tặc hạ 13 chiếc tàu, người ta sắp mang tàu đến, một tay giao tiền một tay giao tàu, nếu không có tàu, chúng ta sẽ không thể vận chuyển cho núi lửa đầy đủ, sản lượng xi măng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Thẩm lãng nói lần này cần bao nhiêu tiền, 150.000 đồng vàng. Trương Xuân Hoa nói, Thẩm lãng kinh ngạc nói bọn họ tại sao không đi cướp vậy. Một chiếc tàu muốn hơn một vạn đồng vàng, Trương Xuân Hoa nói tàu này đúng là bọn họ cướp được từ hàng chục ngàn dặm, giá cả vô cùng đắt đỏ, nhưng lại là dùng mạng người đổi lấy lợi nhuận trên biển cả không thể so sánh với hoạt động buôn bán trên đất liền cuộc sống liếm máu trên lưỡi đau dùng để kiếm tiền hơn nữa trên mỗi chiếc tàu đều tự mang thủy thủ cái giá tiền này chẳng đắt chút nào đâu có vài người nói người black bear vốn là hải tặc vì sao không tự đi cướp tuyệt đối không được thỏ không ăn cỏ gần hang thẩm lãng muốn phát triển thành phố của mình mạnh lên nhất định phải dựa vào mua bán bình thường chỉ cần người khác có thể từ nhà của ngươi kiếm được tiền đám hải tặc và hải thương mới có thể không ngừng mang sản phẩm đến nhà của ngươi kiếm lời như thế mới là biện pháp thu hoạch tài nguyên hữu hiệu nhất một khi uy tín bị hủy đi sẽ chẳng còn ai dám làm ăn với ngươi nữa chúng ta còn có bao nhiêu đồng vàng thẩm lãng bèn hỏi trương xuân hoa nói hai chục ngàn thẩm lãng có chút ngượng ngùng hắn phá sản hơi ác hơn nữa một khi có tiền liền không nghiện được cứ lấy lấy mãi 13 con tàu này thực sự quá quan trọng, không chỉ vận chuyển cho núi lửa cần dùng đến những con tàu thủy này, vận chuyển quặng Kaliningrad cũng cần rất nhiều tàu. Có thể nói như vậy, tàu thuyền là cội nguồn của thẩm lãng, hơn một vạn đồng và một chiếc có vẻ vô cùng đắt, nhưng là có thể cho thẩm lãng tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Những con tàu này còn bao lâu nữa mới có thể cập bến? Thẩm lãng hỏi. Khoảng chừng không đến 10 ngày. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm lãng nói vậy được, ta ra ngoài một chuyến. Trương Xuân Hoa hỏi ngài đi đâu vậy, đi thành gôn đần dây. Thẩm lãng nói đi kiếm tiền. Trương Xuân Hoa nói ngài, chẳng lẽ ngài thật sự muốn đi bán thân của chính mình hả? Thẩm lãng tức giọng ra vẻ trách móc nhìn cách ngươi nói kìa, sao có thể thế được? Ta như thế nào đi nữa cũng là nhân hoàng tương lai, làm sao có thể xảy ra chuyện bán thân thể của chính mình được? Cái loại ý niệm này của ngươi rất nguy hiểm, một khi thiếu tiền lại nghĩ đến chỗ kia, ngược lại ứng với câu, nữ nhân đồi bại sẽ có tiền. Ta phải nói cho rõ, dù gì ta cũng là nhân hoàng tương lai, là người tôn quý nhất trên thế giới, cách làm người của ta nhất định phải trong sạch không tì vết, bảo ta bán thân chính mình sao? Đơn giản là sự sỉ nhục với nhân hoàng đó. Trương Xuân Hoa không mình hành lễ nói ta sai rồi, nhân hoàng bệ hạ. Hai ngày rưỡi sau đó, thẩm lãng sau khi cải trang xuất hiện ở bên trong thành gôn đần dây. Đây là một cái căn nhà có bề ngoài bình thường, nhưng sau khi đi vào lại rất tráng lệ đó có thể thấy được cái này tòa nhà chủ nhân đặc biệt có tiền nhưng bởi vì huyết thống không cao cho nên bề ngoài căn nhà không thể quá kiêu căng đây là nỗi buồn của người vinda dù cho ngươi có nhiều tiền đến đâu đi nữa cũng chỉ có thể ở tầng lớp thấp trong vương triều vô lơn chỉ có thể ở dưới chân núi thành gôn đần dây trong khi đó chút dân da trắng khốn cùng lại có thể ở sườn núi dù không có tiền cũng có thể đạp lên đỉnh đầu người yêu chàng chàng thực sự tới tìm ta sao ta thực sự quá nhớ chàng đấy. Một phụ nữ xinh đẹp nhào tới, tức khắc cùng với thẩm lãng hôn nhau nồng nhiệt. Sau một lát, hai người liền lăn lại với nhau, tất cả quần áo trên người đều biến mất. Mang Roland bảo vệ thẩm lãng đứng bên ngoài nghe thấy, da đầu nàng phải tê rần. ơ, ờ, đây là đấng quân chủ mà chúng ta phải thuần phục à, nàng đã từng nghe rất rõ, lúc trước thẩm lãng còn luôn miệng nói mình là nhân hoàng cao quý, nhất định phải trong sạch không tì vết. Kết quả vì đòi tiền, thật sự cùng một nữ hải thương xinh đẹp ngủ cho được. Cái này, cái này chẳng lẽ không phải bán thân sao, đơn giản là chẳng có ranh giới chút nào, không giống nhân quân. Lúc trước nàng thuần phục nữ vương Medusa, cao quý đến cỡ nào, cao cao tại thượng ra sao. Sự chênh lệch giữa người với người làm sao lại lớn như vậy chứ, hơn nửa canh giờ. Người yêu ơi, mấy tháng trước chàng không phải ở thành quyên à ngươi không phải là chồng nữ vương Medusa à? Tại sao lại trở về thăm hiu đáng thương hèn mọn này chi vậy? Quá phụ đen hiu cất giọng dịu dàng. Mấy tháng này nàng nhớ thẩm lãng không? Đặc biệt nhớ, thậm chí mỗi một lần nhớ tới giống như uống say vậy. Thế nhưng tương tư đến phát điên. Không có hắn không được à, không phải, hiu là một phụ nữ đặc biệt độc lập. Khi nàng và người đàn ông nàng yêu ở cùng nhau sẽ phóng thích tất cả sự cuồng nhiệt không giữ lại chút nào. Thế nhưng sau khi tách ra, nàng sẽ lại trở lại cuộc sống của mình, không có đàn ông nàng cũng có thể sống rất khá. Thẩm lãng nói người yêu, ta muốn cùng nàng bàn về chuyện làm ăn. Đôi mắt đẹp của Hiêu rung lên, nàng không hy vọng nghe cái từ này, lúc trước nàng từng nói phải gả cho thẩm lãng, cùng hắn hưởng chung tất cả tài sản, đó hoàn toàn là lời thật lòng. Một khi quyết định kết hôn, sau đó chính là người một nhà, tất cả cũng là tài sản gia đình thế nhưng lúc này thẩm lãng rõ ràng không thể nào cùng nàng thành hôn nàng có thể đưa cho thẩm lãng rất nhiều lễ vật cho dù lễ vật trân quý hơn nữa đều có thể dùng để diễn tả tình yêu chính mình thế nhưng trực tiếp trả tiền vậy không được vi phạm quy tắc hải thương của chính nàng hiu thoát khỏi vòng tay của thẩm lãng mặc vào áo ngủ tơ lụa nói với gương mặt nghiêm túc người yêu ta yêu chàng vô cùng quả thực bị chàng cuốn hút đến thần hồn điên đảo thế nhưng yêu là yêu làm ăn là làm ăn. Nếu như chàng muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn, vậy ta chỉ có thể dựa theo phép tắc của Hải Thương mà thôi." Thẩm Lãng nói đó là đương nhiên. Hiêu nói vậy chàng muốn bàn chuyện làm ăn gì với ta nào? Hỡi người đàn ông trong lòng ta, chẳng lẽ chàng muốn bán thân thể của chính mình cho ta sao? Vậy cũng được, 10 đồng vàng một lần, đây đã là giá tiền cao nhất. Quá phụ đen Hiêu cảm thấy vừa rồi lời của mình quá nghiêm túc. Cho nên lại bỏ thêm một câu vừa khiêu khích vừa thân mật. Thẩm Lãng nói dịu dàng thế nhưng Hiêu ở chỗ này của ta cũng là vô giá, mỗi một lần cùng với nàng, ta đều trầm luân như thể ở trên thiên đường, ta sẵn lòng dốc hết toàn bộ đổi lấy một buổi sung sướng cùng nàng. Hắn vừa nói, vừa cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một cái chén, một cái ly uống rượu. Ánh mắt của Hiêu tức khắc sáng, tức giọng run rẩy đồ sứ, việc buôn bán ở phương Tây và phương Đông hoàn toàn khác nhau có ít thứ ở thế giới phương đông đều không đáng giá chút nào thế nhưng ở thế giới phương tây cũng rất đáng giá lúc trước phương đông cùng phương tây không có hoàn toàn cắt đứt việc qua lại tơ lụa trà đồ sứ từ thế giới phương đông từng tiến vào quá thế giới phương tây giống như trái đất cổ đại dẫn đến sự vang dội to lớn sau đó thế giới phương tây và phương đông hoàn toàn cắt đứt giao lưu dẫu rắn tiếp theo vẫn có phần lớn người từ thế giới phương đông tiến vào vương triều vô lơn họ đã phát hiện tầm hoang ở bên ngoài đồng thời bắt đầu nuôi nhốt trên quy mô lớn, miễn cưỡng bồi dưỡng sản nghiệp tơ lụa của Vương Triều Dô Lơn. Nhưng dù cho như thế, giá cả tơ lụa Vương Triều Dô Lơn tơ lụa vẫn hơn gấp 5 lần đế quốc Đại Viêm, bởi vì sản lượng bọn họ thấp hơn nhiều. Trà ngược lại càng đơn giản, sau khi phát hiện gốc trà thì cấy ghép trên quy mô lớn, bây giờ Vương Triều Dô Lơn đã có từng mảnh vườn trà, giá trà cũng chỉ nhỉnh hơn 5 lần của Vương Triều Đại Viêm. Thế nhưng đồ sứ liền khó khăn, người từ thế giới phương đông chạy tới vương triều vô lơn hoặc là quân đội hoặc chính là quý tộc người nào biết nung đồ sứ lịch sử trên trái đất cũng giống như vậy thế giới phương tây mặc dù mua đồ sứ trung quốc từ sớm nhưng mãi cho đến cận đại mới bắt đầu tự sản xuất đồ sứ trong suốt những năm tháng kéo dài mấy nghìn năm châu âu và vùng trung á đều sử dụng đồ bạc và đồ gốm quy mô lớn hôm nay vương triều vô lơn cũng như vậy nhà quyền thế quý tộc dùng đồ vàng người giàu dùng đồ bạc Người thường dùng đồ gốm. Đồ sứ Khi bị gián đoạn mua bán, nó đã sớm trở thành tuyệt phẩm. Chỉ có trong nhà một vài quý tộc mới có đồ sứ, mỗi một lần tiệc tùng trong giới quý tộc, nếu như nhà ngươi không có đồ sứ, vậy nhất định sẽ phải bị chế nhạo. Ở toàn bộ vương triều vô lơn, đồ sứ là thứ dụng cụ để chứa đựng cao cấp nhất, phía dưới nó mới là đồ vàng, đồ bạc. Vật hiếm thấy thì đắt, tỉnh viễn cũng là chính xác. Hiêu hướng về phía ngọn đèn dầu soi bộ đồ sứ này. Quả thực quá kinh ngạc, trơn trụt như ngọc, mỏng như tờ giấy vậy, hơn nửa mặt trên còn có hoa văn cầu kỳ, không phải vẽ đi lên, mà là nung ra. Ba món đồ sứ này, quả thực so với đồ sứ nhà công tước đi bốt còn trân quý hơn. Đây là đương nhiên, thẩm lãng đã từng ở lâu đài của công tước đi bốt ở một đoạn thời gian rất dài, biết trong nhà nhà nàng có mấy chục bộ đồ sứ, đơn giản là đỉnh cấp hào môn. Hơn nữa những thứ đồ sứ này dù cho ở đế quốc đại viêm coi như trân phẩm. Thế nhưng, chúng vẫn thua kém ba món hàng mẫu mà thẩm lãng lấy ra đây. Ba món đồ sứ này của thẩm lãng, đơn giản là tập hợp tinh hoa công nghệ chế tác sứ nghìn năm mà thành, lúc này mới nung ra. Tầm 50 ngày, nung ra hơn 1.000 món, nhưng thành phẩm cũng chỉ có mấy chục món mà thôi, còn dư lại đều thất bại. Thứ trân phẩm như vậy, làm sao không gây kinh ngạc, làm sao không sốc, thẩm lãng chỉ vào cái này chén nhỏ nói cái chén này, giá trị bao nhiêu tiền, hiêu hướng về phía ngọn đèn rọi cẩn thận, tiếp đó thân thể mềm mại rung lên, mắt ngấn lệ. Bởi vì cái chén bạch ngọc kia không tì vết, mỏng manh trong suốt, hoặc nhìn chẳng có họa tiết gì, nhưng dưới ánh sáng mạnh lại có thể nhìn thấy một họa tiết vô cùng tinh xảo tựa như hình in chìm trên tiền giấy vậy. Mà họa tiết này chính là bức tranh chân dung hiêu. Thật đáng kinh ngạc, quá tinh diệu tuyệt luân nó đối với ta là vô giá. Hiu nói ta muốn đời 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 truyền thừa nó tiếp. Thẩm lãng nói một cái chén như vậy, ở trên thị trường bên ngoài có thể bán bao nhiêu tiền, Hiu nói là bán quy mô lớn, hay là xa xỉ phẩm quy mô nhỏ, thẩm lãng nói quy mô lớn. Hiu ngẫm lại một hồi rồi đáp bởi vì những vật này đã đoạn tuyệt mộ dịch thật lâu, cho nên những món đồ sứ lộn xộn ở vương triều vô lơn một khi sử dụng một món liền ít đi một, giá cả bị đẩy cao đến mức bất thường, một chén sứ loại tốt nhất có thể từ mấy chục đồng vàng trở lên. Mà chén sứ này vượt tiêu chuẩn tất cả chén sứ hiện hữu ở vương triều vô lơn hiện hữu, cho nên mới có thể bán ra giá cả rất cao. Nhưng lo lắng ở chỗ khi cung ứng trên quy mô lớn, tính khang hiếm sẽ giảm xuống. Nhưng nó nhất định sẽ thịnh hành toàn bộ vương triều vô lơn, thậm chí đến lúc đó không có đồ sứ như vậy sẽ là sỉ nhục của quý tộc. Cho nên, ta cảm thấy một cái chén như vậy định giá 15 đồng vàng là một giá cả đặc biệt hợp lý cái này cũng xấp xỉ như thẩm lãng dự tính, bởi vì bán căn bản cũng không phải là dụng cụ chứa đựng, mà là tượng trưng thân phận, hoàn toàn là xa xỉ phẩm. 15 đồng vàng, cũng hoàn toàn là món lãi kết xù tuyệt đối. Thẩm lãng nói sau đó mỗi tháng ta sẽ cung cấp 4.000 bộ đồ sứ cho nàng, để nàng độc quyền tiêu thụ, như thế nào, hiu mở to mắt, tức giọng run rẩy như vậy ta có thể vứt bỏ tất cả làm ăn, ở trong vòng mấy năm để tài sản của ta tăng gấp mấy lần thậm chí ta đều không cách nào tưởng tượng ta cả nhà ta làm sao tiếp nhận mối làm ăn khổng lồ đến thế. Thẩm lãng nói ta mặc kệ nàng bán bao nhiêu tiền, mỗi bộ đồ sứ năm món, một bộ bán cho nàng với giá 5 đồng vàng, thế nào, Hiu nói vậy ta sẽ trở thành người đàn bà giàu có nhất cả phương Nam. Thẩm lãng nói thế nhưng ta cần dự chi sớm 250.000 đồng vàng, nàng có không, Hiu nói ta có rất nhiều tiền, bởi vì gia tộc của ta tích lũy của cải trên trăm năm, nhưng nếu chàng muốn 250.000 đồng vàng, cũng đã vượt qua một nửa số vàng hiện hữu của ta. Thẩm lãng nói điều này đòi hỏi nàng phải tín nhiệm ta rất nhiều. Nếu như ta là tên biệt bợm thì vậy nàng liền tổn thất một nửa số vàng của gia tộc. Ta đương nhiên hy vọng nàng có thể tin tưởng sức hấp dẫn cá nhân ta, nhưng lấy tư cách là người bạn của thành phố tương lai, ta có thể mời nàng tham quan trụ sở của ta. Không, ta đáp ứng chàng trước, đồng thời giao tiền cho chàng đi tham quan căn cứ của chàng. Hiu nói vàng của ta giấu ở một địa phương vô cùng bí ẩn chàng hãy đưa địa chỉ cho ta, ta vận chuyển vàng tới. Thẩm lãng nói ta hứa, hợp tác vui vẻ. Bảy ngày sau, chiếc tàu thủy của Hiêu xuất hiện ở trên bến cảng bán đảo Dây Tai, chuyển đến nơi 250.000 đồng vàng. Nàng không có leo lên căn cứ của thẩm lãng, giống như làm vậy sẽ biểu lộ thái độ tin tưởng hắn. Thế nhưng thẩm lãng lại leo lên tàu của nàng, tầm hơn một canh giờ mới xuống. Xuống thời điểm, hai chân hắn có hơi nhũn ra theo hắn cùng rời thuyền, còn có 250.000 đồng vàng, tầm hơn 100 rương. Trương Xuân Hoa kinh ngạc sững sờ. Nhân hoàng tương lai cứ đáng giá như vậy à, bán thân một lần, có thể kiếm nhiều vàng như vậy, khó trách thẩm lãng nhà ngươi tiêu tiền như nước, tiền đến tay ngươi quá dễ dàng mà. Bất quá dùng tiền mua một đêm xuân của thẩm lãng là người nào, có phải chăng là một mụ già xấu xí, một lát sau, nàng nhìn thấy người đàn bà đã chi số tiền khổng lồ này. Là người tộc Vinda, nhưng lại cực kỳ xinh đẹp, tóc dáng đẹp đến bùng nổ, để đại bộ phận cô gái phương đông đều đố kỵ không ngớt. Then chốt ánh mắt nàng nhìn phía Thẩm Lãng đầy tình cảm, sôi nổi như lửa. Đúng là đàn ông đẹp trai một khi không biết xấu hổ, quả thực đúng là muốn làm gì thì làm. Đội tàu của hiêu ra đi đi, để lại 250.000 đồng vàng. Thẩm Lãng cùng Trương Xuân Hoa nhìn đống vàng chồng chất như núi. Thẩm Lãng, dạng nhân hoàng như ngài quá vô sĩ lại thực sự đi bán thân thể của chính mình. Thẩm lãng không khỏi cắn răng nghiến lợi ta không có bán đứng thân thể của chính mình. Trương Xuân Hoa nói ta không vừa không có trách ngươi, một lần có thể bán 250.000 đồng vàng, vậy cái gì cũng đều đáng giá, không bằng ngài đi bán một lần nữa đi, ta, đê, yêu tinh, nếu không phải sức lực ta thực sự đã tiêu hao hết, ta để ngươi cảm thụ một chút cái gì 250 đồng vàng một lần. Ta để ngươi khô máu một lần cho biết cùng lúc đó trên vùng biển tam giác quỷ khổng lồ xuất hiện một hạm đội cường đại đây là hạm đội liên hiệp từ thiên nhai hải cát tru thiên cát núi phù đồ sau nửa năm chuẩn bị hạm đội mạo hiểm này cuối cùng thành lập thành công hơn nữa hoàn toàn phỏng theo con tàu lớn của gia tộc họ kim nhất là biện pháp chống xét hoàn toàn rập khuôn y hệt bởi vì bản thiết kế con tàu kia của thẩm lãng rất khó giữ bí mật mặc dù là thẩm lãng thiết kế nhưng là hội thiên đạo chịu trách nhiệm đóng tàu. Hôm nay thiên nhai hải các đã lấy được bản vẽ hoàn chỉnh, thậm chí biết được nguyên lý chống xét. Thứ đáng sợ nhất khi tiến vào tam giác quỷ khổng lồ chính là xét đánh, bởi vì vô số tia xét không theo quy luật nào cả, căn bản là trốn không xong. Bất kỳ con tàu nào sau khi tiến vào sẽ bị xét đánh nát ngay tắp lự. Mà sau khi lấy được bản thiết kế tàu thủy chống xét của thẩm lãng, bọn họ cải tạo năm chiếc chiến hạm cỡ lớn, đồng thời làm thí nghiệm rất nhiều lần để hoàn toàn chứng minh loại tàu kiểu mới này có thể chống xét. Nguyên bản 6 đại thế lực siêu thoát đều đã cắt đứt kế hoạch thám hiểm tam giác quỷ khổng lồ. Nhưng bây giờ không còn như thế nữa, gia tộc họ Kim cũng có thể đi vào tam giác quỷ khổng lồ, thẩm lãng ngồi lên quả cầu cỡ lớn kia cũng bay vào tam giác quỷ khổng lồ. Không sai, cho đến tận bây giờ toàn bộ người đế quốc đại viêm đều cho rằng thẩm lãng cũng tiến vào tam giác quỷ khổng lồ bởi vì cái màn cuối cùng vòi rồng cuốn hắn đi có khoảng cách quá xa, hơn nữa cộng thêm thời điểm nửa đêm và cơn lốc kia che mất, căn bản không có ai thấy nổi quá trình khí cầu khí nóng của thẩm lãng bị cuốn đi. Bệ hạ có chỉ, con của Khương Ly thẩm lãng và người nhà của hắn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tiến vào tam giác quỷ khổng lồ, theo công chúa Ninh Hàng ra lệnh một tiếng, hạm đội liên hiệp của ba thế lực lớn lái vào vùng cấm của nhân loại, tam giác quỷ khổng lồ, thẩm lãng quá nhớ một lan hòn đảo then chốt kia, hồi trước hắn đã đặt là đảo Magnolia, một lan, mà cái thành phố hoàn toàn mới này, hắn lại mệnh danh là thành Magnolia. Thành phố này mỗi ngày đều đang biến hóa, mỗi một ngày đều đang lớn mạnh dần lên. Thẩm lãng thực sự như là một nhà ảo thuật vậy, thỏa thích thi triển kỳ tích ở phía trên mảnh đất này. Ba ngày sau, bọn hải tặc cho thẩm lãng đưa tới 15 chiếc tàu biển cỡ bự, đồng thời đưa tới 8.000 nô lệ. Tổng cộng 20 vạn đồng vàng thủ lĩnh cướp biển này là một người da trắng ngạo mạn, không có ai biết tên gã, chỉ biết biệt danh của gã là Nam Tước Lất Đi Thoạt Nhìn, gã chẳng hề giống hải tặc chút nào, càng giống một quý tộc ưu nhã, ngoại hình anh Tuấn đến phát sợ, dù cho mỗi ngày phơi gió phơi nắng đi nữa thì làn da vẫn trắng bóc. Dùng cách ví von của Phương Đông Chính là mặt như qua ngọc. Gã là hải tặc lớn nhất vùng biển này, còn hai chục ngàn tên tay sai, trên một trăm con tàu, trật tự của vùng biển kéo dài hai ba ngàn dặm do gã nắm giữ, cả và Black Bear có giao tình nhất định, cho nên cả hai mới vừa có giao dịch rất lớn. Gã là người cung ứng mua bán vật tư lớn nhất cho thẩm lãng, phần lớn lương thực, hoa quả, thịt cũng được mua từ chỗ của gã. Có thể nói thế này, từ chỗ của nam tước lất đi ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có thứ không mua được. Võ công của gã rất cao, rõ ràng cao bao nhiêu? Không biết, nhưng Rector nói nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Nam Tước Lất Đi hơn nữa cũng không người nào biết tuổi tác của vị Nam Tước Lất Đi này, cũng không biết lai lịch của gã. Ta đã từng nhìn thấy ngài, người phương đông chết đi sống lại. Nam Tước Lất Đi hướng thẩm lãng nói chồng của công tước đi bốt. Thẩm lãng nói ta cũng đã gặp ngài, lúc đó hôn lễ, ngài đứng ở chỗ đó ngay vị trí thứ bảy. Nam Tước Lất Đi nói ta là tên hải tặc có tiền đồ duy nhất đến dự hôn lễ lúc đó. Thẩm lãng nói không, ngài không giống như là một hải tặc, càng giống như là một quý tộc. Ta có thể mời ngài tiến vào tòa thành của ta dùng một ly rượu không? Nam tước Blood đi nhìn một cái rồi nói đó chính là tòa thành của ngài sao? Nó quả thực đặc biệt vô cùng. Hiển nhiên gã ghét cái tòa thành này của thẩm lãng, thật sự là quá xấu xí, quá nhỏ, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nghệ thuật. Hơn nữa giống như có một loại nguyên nhân khác, khiến cho gã không dám leo lên cái thành phố này của thẩm lãng. Nếu như ta mời ngài lên soái hạm của ta uống rượu, ngài có từ chối không? Nam tước Blood đi nói. Vinh hạnh của ta. Thẩm lãng nói. Sau khi kiểm kê xong vàng và hàng hóa, thẩm lãng leo lên kỳ hạm của Nam tước Blood đi, đây là một chiếc tàu chiến đặc biệt to lớn, trọng tải vượt qua 2.000 tấn, thủy thủ cộng thêm võ sĩ trên thuyền có gần nghìn người, tổng cộng có 8 cổ máy nỏ khổng lồ. Hơn nữa còn đặc biệt thư thái, thậm chí được xưng là chiến hạm cỡ lớn lộng lẫy. Chúc mừng ngài, biến thành chúa tể vùng biển này. Thẩm lãng cười nói vùng biển dưới sự bảo vệ này của ngài, nhất định sẽ có điều kiện trật tự tốt nhất. Quá khen, quý ngài phương đông bí ẩn. Nam tước Blood đi nói ta am hiểu với mua bán hơn giết chóc. Cái rắm, vị nam tước Blood đi này giết người như ngoé không biết gã cướp sạch bao nhiêu thành bang tiêu diệt bao nhiêu hạm đội số người bị gã giết không dưới mấy chục ngàn người hoàn toàn có thể gọi là nhân vật ngăn con nít khóc thế giới này chỉ có lấy sai tên không có để cho sai biệt hiệu bất quá gã ở vùng biển này đúng là đặc biệt ôn hòa đại bộ phận lấy mua bán là chủ đạo hơn nữa còn là một trọng tài công chính quả thực như là một quý tộc trên biển quý ngài phương đông bí ẩn ngày càng giống như một nhà ảo thuật vậy Nam Tước Blood đi cười nói chỉ không đến 2 tháng, một thành trì liền xuất hiện ở đầu Nam bán đảo này, quả thực chính là kỳ tích, ngài đã nổi tiếng, thưa quý ngài ảo thuật gia. Thẩm lãng nói nổi tiếng với ta mà nói, chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì ta đã cũng đủ nổi tiếng. Đúng vậy, ngài đã cũng đủ nổi tiếng. Nam Tước Blood đi nói thế nhưng ngài là chồng của công tước đi bốt, nàng là nữ vương của cái khu vực này. Thẩm lãng nói ngài Nam Tước à, ta biết ngài không chỉ muốn nói cho ta biết mỗi điểm này đâu. Nam tước Bloody nói khởi quý ngài ảo thuật gia, xin hỏi ngài có ý định xây dựng vương quốc của ngài ở tân đại lục này không? Thẩm lãng lắc đầu nói không, không, ta ở trên mảnh đất này chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Nam tước Bloody nói như vậy xin hỏi ngài định ở chỗ này bao lâu? Thẩm lãng nói rất ngắn rất ngắn. Nam tước Bloody cười nói vậy là tốt rồi, thế nhưng ta còn một lời cuối cùng cho ngài, đây là lần giao dịch cuối cùng giữa ta với ngài thẩm lãng nhún vai nam tước lất đi nói từ hôm nay trở đi cũng sẽ không có người đưa cho ngài tàu lương thực và nô lệ thẩm lãng nói ta bị cấm vận mua bán à nam tước lất đi nói đúng thẩm lãng nói là ta đã làm sai điều gì hoặc là ta mạo phạm đến người nào à vậy ta tỏ ý xin lỗi không 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 Nam Tước lất đi nói cùng ngài giao dịch đặc biệt vui vẻ, ngài là một người hào phóng hơn nữa ngài vẫn là một người có gu đặc biệt, chúng ta đều đặc biệt cam tâm tình nguyện cùng ngài mua bán. Thế nhưng người thủ hộ phía Nam đế quốc vô lơn ba công tước đi bốt đã hạ lệnh cấm vận ngài, ngài đừng quên, lúc này ngài đang ở trên bán đảo dây tai vốn là bản đồ của nàng, nếu như xem bản đồ như phụ nữ, vậy ngài đang dẫm lên đầu ngón chân của ngài đấy. Thẩm lãng nói ta cho là nàng sẽ không ngại, cuối cùng nàng cũng cưỡi ta tầm ba tháng còn gì. Nam tước lất đi nhún vai, không nói gì. Thẩm lãng nói là cấm vận hoàn toàn à, Nam tước lất đi nói đúng, cấm vận hoàn toàn, bất kỳ lái buôn nào, bất kỳ hải tặc nào cũng không thể cùng ngài buôn bán, bằng không chính là kẻ địch của gia tộc Russo, chính là cùng đế quốc vô lơn ba là địch. Thẩm lãng nói thành quyên kinh đô đế quốc quyết đã bị đánh hạ rồi sao, Nam tước lất đi nói nhưng trừ thành quyên ra, những thành bang khác của đế quốc quyết đều đã bị công hãm. Hơn nữa bây giờ quan trọng nhất không phải tiến đánh thành quyên, mà là đề cử hoàng đế bệ hạ đế quốc vô lân ba. Thế nhưng kế tiếp sẽ có vượt qua một triệu đại quân bao vây thành quyên, cho nên nữ vương Medusa của ngài có thể sẽ gặp tình thế vô cùng nguy hiểm. Thẩm lãng nói xin hỏi có mấy vị điện hạ phải cạnh tranh hoàng đế của đế quốc vô lân ba vậy? Đương nhiên, nếu như đây là tuyệt mật thì cũng không cần nói cho ta biết. Nam tước Bloody nói tổng cộng có ba vị điện hạ, vị thứ nhất là alfonso điện hạ ngài ấy là cháu ruột của hoàng đế thời đế quốc dô lơn hai vị thứ hai là dô lơn đệ chính có huyết thống thuần túy nhất trong dòng máu của ngài không có dòng máu của nữ hoàng hề lên nên được toàn bộ quý tộc phương bắc hỗ trợ nữ hoàng hề lên chính là người xây dựng nên thành quyên, có lẽ lúc trước bà ta được xem là nữ hoàng phản bội của cả vương triều dô lơn phản bội nữ hoàng cho tới bây giờ rất nhiều quý tộc phương bắc đều căm thù những gì bà đã làm Thẩm lãng nói hôm nay xem ra, giống như vị vô lơn đệ chính này có thể sẽ biến thành hoàng đế bệ hạ của đế quốc vô lơn ba thì phải. Thủ lĩnh hải tặc nam tước Blood đi nói không, không, không. Còn có người cạnh tranh thứ ba là Solon Điện Hạ, ngài ấy mới là người có năng lực cạnh tranh mạnh nhất. Thẩm lãng hỏi vì sao, nam tước Blood đi đáp Solon Điện Hạ có đấu khí hoàng kim, ở 10 năm trước cũng đã là tuyệt đỉnh cường giả vương triều vô lơn. Mười năm trước hắn một thân một mình đi đại lục bắc cực mạo hiểm, ngài nên biết đi mạo hiểm ở thiên hạ cấm địa, là anh hùng vinh quang. Đương nhiên những thứ anh hùng tầm thường này không sống sót trở về, toàn bộ đều chết hết. Bất kể là đi hoang mạc vạn dặm, hay là đi tam giác quỷ khổng lồ, hoặc là đi đại lục cực bắc, toàn bộ đều chết hết. Nhưng mà vị sô lon điện hạ có đấu khí hoàng kim kia thành công trở về, ngài trở thành anh hùng chí cao vô thượng của toàn bộ vương triều vô lơn. 10 năm trước ngài ấy đã mạnh đến như vậy, hôm nay có thể đã trở thành người mạnh nhất của vương triều vô lơn. Húng chi còn có người nói, Solon Điện Hạ đã lấy được chúc phúc của toàn bộ Bạch Kinh. Bạch Kinh Thẩm lãng kinh ngạc, cái đó và Bạch Ngọc Kinh có quan hệ gì? Nam Tước lất đi nói Bạch Kinh, trong truyền thuyết đây là nơi ở của thần, ở tại một địa phương vĩnh viễn không có đêm tối. Thẩm lãng nói con tàu của Bạch Kinh có phải từng xuất hiện ở thế giới phương Tây hay không? Mỗi khi nó đến đâu thì tuyết rơi đến đó đúng không? Nam Tước lất đi nói chuyện này quả thật được lưu truyền trong giới hải tặc, nhưng có lẽ là lời nói mớ của những gã say xưa. Chỗ này của ta có một truyền thuyết, ngài có muốn nghe một chút không? Thẩm lãng nói rửa tai lắng nghe. Nam Tước lất đi nói khi con tàu Bạch Kinh xuất hiện ở trên mặt biển, không nên cố nhìn, dù cho có nhìn thấy cũng phải quên đi. Bởi vì khi nó biến mất cuối cùng nơi đâu, thì cái chủng tộc đó phải diệt vong. Khi nó dừng sát bên quốc gia nào, quốc gia ấy sẽ diệt vong. Thẩm lãng nói nhưng mà, đây chỉ là truyền thuyết hoang đường không có chứng cớ gì cả đúng không? Nam tước lất đi nói bất hạnh vô cùng, đây không phải là truyền thuyết, mà là chân thực Mấy chục năm trước, con tàu bay đầy tuyết của Bạch Kinh bay đến đế quốc ares ở phía nam, kết quả ares diệt vong. 150 năm trước, con tàu tuyết bay của Bạch Kinh đến đế quốc Rosema ở hướng đông, cái đế quốc đó diệt vong. Một ngàn năm trước, con tàu tuyết bay của Bạch Kinh lại đến đến đế quốc Daya, đế quốc Daya diệt vong thẩm lãng hỏi đế quốc daya không phải là đế quốc cường đại duy nhất trong lịch sử người vinda à nam tước lất đi đáp đúng trên thực tế bây giờ cũng còn có thể thấy phế tích thành phố của đế quốc daya mặc dù không có bất kỳ sách sử nào ghi chép thế nhưng ta từng đi qua thành bang của đế quốc daya phát hiện đây là một đế quốc vô cùng mạnh mẽ nếu như nó không có tiêu vong khi đại đế vô lơn xuôi nam sẽ không dễ dàng quét ngang toàn bộ tân đại lục thành lập vương triều vô lơn cuối cùng lúc ấy trong tay ông ta mới ba vạn người mà thôi thẩm lãng lâm vào nghi ngờ vậy bạch kinh này thế giới phương tây là bạch ngọc kinh của thế giới phương đông à quả thật ở đế quốc đại viêm bạch ngọc kinh cũng đồng dạng thần bí mà lại cường đại nhưng lại không quỷ dị đến mức như trong truyền thuyết phương tây con tàu của nó đi đến đâu đế quốc đó dân tộc đó liền diệt vong hay là thế lực bạch ngọc kinh kéo dài từ đông sang tây chỉ có điều trọng tâm của nó ở thế giới phương tây hơn nữa lúc đế quốc đại viêm vây quét thẩm lãng người của bạch ngọc kinh mặc dù không có xuất hiện nhưng tàu của nó vẫn xuất hiện nói cách khác nó vẫn nghe ý chỉ từ từ hoàng đế của đế quốc đại viêm vậy hoàng đế của đế quốc đại viêm chẳng phải là so với trong tưởng tượng còn muốn ghê gớm hơn sao thẩm lãng cảm thấy thế giới này quá thần bí khi ngươi cho là tới gần chân tướng lại kéo ra một chân tướng còn lớn hơn khiến cho ngươi giống như người mù sờ voi vậy không được thẩm lãng phải tiếp tục đi nghiên cứu những tư liệu khương ly bệ hạ để lại Năm đó Khương Ly thăm dò thế giới phương Tây rất nhiều năm, rất nhiều chuyện ông ta ghi chép mới gần chân tướng nhất. Trở lại chuyện chính. Nam Tước lướt đi nói đi Bạch Kinh chúc phúc, Solon Điện Hạ cũng đã cầm một nửa vương miệng đeo ở trên đầu. Mà một nửa vương miệng kia, chính là mấy đại chư hầu phía Nam sẽ vì ngài khép lại, công tước đi bốt, công tước Russell ủng hộ chính là Solon Điện Hạ. Lần này kẻ khởi xướng bao vây tấn công đế quốc quyết chính là đám người công tước đi bốt, công tước Russell, tổng cộng phát động quân đội vượt qua một triệu. Thẩm lãng vốn cho là mục tiêu bọn họ chỉ là tiêu diệt đế quốc quyết, hiện tại xem ra đây là một cuộc chiến lập quốc. Năm đó Ninh Dực Thái Tử vì đoạt ngai vàng, tự mình đi nước Nam ẩu cùng vua căng quyết chiến, muốn dựa vào cái công trạng lớn này để củng cố vững chắc địa vị Thái Tử của mình. Mà hôm nay vị tuyệt thế cường giả Sô Long Điện Hạ này, cũng muốn qua trận chiến công diệt quốc leo lên ngôi vị hoàng đế của đế quốc Vô Lân Ba. Thẩm lãng nói vậy bây giờ vị sô lon điện hạ này ở đâu? Nam tước lất đi nói đang trình diễn kỳ tích. Thẩm lãng nói cái kỳ tích gì? Nam tước lất đi nói kỳ tích một kiếm bình thiên hạ, từ vĩnh viễn đông lạnh đó hải nam dưới tiến vào vương triều vô lơn, đi ngang qua từng cái một thành bang, thuận người hưng, nghịch người mất. Sốc thế à, thẩm lãng có thể tưởng tượng cái hình ảnh đó, hoàng tử vô cùng tôn quý đi mạo hiểm đến đại lục cực bắc, vốn cũng đã là anh hùng. Một người một kiếm xuôi nam, lần lượt tiến vào từng thành phố, kiếm chỉ đến chủ nhân thành phố đó, bất kể là bá tước, hay là công tước, đều chỉ có một câu hỏi. Có thuần phục ta hay không, không thuần phục? Giết ngay, rõ ràng khí thế kinh thiên. Đương nhiên có lẽ sẽ có người hỏi, vì sao không mấy nghìn người mấy vạn người xông lên giết cả, điều này sao mà được kia chứ? Solon Jolon là hoàng tử đế quốc, hơn nữa còn là đại anh hùng duy nhất mấy trăm năm qua thành công trở về từ đại lục cực Bắc, chỉ sợ trong lòng vô số thần dân cùng binh sĩ đối với gã kính trọng sùng bái mất rồi. Thẩm Lãng nói đe rằng hắn muốn sao chết kỳ tích vô lơn đại đế, hắn cứ như vậy một người một kiếm xuôi nam, không có bất kỳ quân đội à, nam tước đi nói không có, có thiên quân vạn mã muốn thuần phục đi theo ngài. Nhưng ngài đều cự tuyệt, ngài nói muốn dựa vào sức mạnh của chính mình giành được đế vị. Thẩm Lãng nói hôm nay hắn đã chinh phục mấy thành bang, 39 cái. Nam tước Bloody nói: Thẩm Lãng nói mỗi một thành bang cũng là một mình một kiếm chinh phục, nam tước Bloody nói đúng, 15 lãnh chúa bị chém giết, 24 lãnh chúa lựa chọn thuần phục. Thẩm Lãng liếu lưỡi, hắn có thể tưởng tượng một màn này, đơn giản là lợi hại ngất trời. Một người một kiếm, bình định nửa thiên hạ. Người như vậy sẽ nhanh chóng chinh phục trái tim toàn bộ quý tộc cùng thần dân vương triều vô lên, tiếp đó không hề có sự chống đối mà leo lên ngôi hoàng đế chân chính thống nhất toàn bộ đế quốc vô lên. Hôm nay nữ vương Medusa đã trở thành mục tiêu chinh phục cuối cùng. Nam tước Blood đi nói hoặc là nàng bị giết chết, hoặc là quỳ rạp trên đất cam chịu làm thiếp. Thẩm lãng có thể tưởng tượng, vị sô lon điện hạ này trên đường xuôi nam, một người một kiếm chinh phục lần lượt từng thành phố. Cuối cùng một triệu đại quân bao vây thành quyên, mà gã và nữ vương Medusa tiến hành đỉnh phong quyết chiến, tiếp đó hoàn toàn leo lên ngôi vị hoàng đế. Thẩm lãng nói công tước Russell là một người yêu nước chân chính, ông ta khát vòng một tuyệt thế cường giả quá bộ đến vương triều vô lên, lại một lần nữa thống nhất thiên hạ phương Tây. Nhưng công tước đi bốt lại không có thuần túy như thế, là nguyên nhân gì khiến cho nàng đánh bạc tất cả đi hỗ trợ vị Solon Điện Hạ này vậy? Nam tước Blood đi nói đến khi Solon Điện Hạ lên ngôi làm hoàng đế, sau đó công tước đi bốt sẽ trở thành ngoại phi, đến lúc đó nàng lẽ trở thành thủ hộ đế quốc phía Nam, con trai của nàng phải đổi họ là lên rousseau trở thành một trong những thân vương của đế quốc cái gọi là ngoại phi chỉ là một loại xưng hô cung kính mà thôi trên thực tế chính là tình nhân không có hôn lễ tương đương với ngoại thất của thế giới phương đông nhưng lại có tính hợp đồng thẩm lãng nói nhưng mà công tước đi bốt đã không còn là xử nữ nam tước Blood đi nói phương tây chúng ta không giống phương đông các ngài không có chú ý đến trinh tiết như vậy Nữ vương Medusa cũng đã đã sinh con, nhưng Solon điện hạ vẫn muốn lấy nàng biến thành hoàng hậu đế quốc, đương nhiên nguyên văn của ngài ấy là hoặc là biến thành hoàng hậu, hoặc là chết, ánh mắt của Thẩm Lãng không khỏi co rụt lại. Trình độ nào đó, nữ vương Medusa cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng lại là mẹ của con hắn. Bây giờ vị hoàng tử Solon này lại phát ra câu tuyên ngôn bá khí như vậy, bảo nữ vương Medusa hoặc là biến thành người đàn bà của hắn, hoặc là chết còn có công tước đi bốt, thảo nào không tiếc bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, gần như dốc hết toàn bộ, hơn nữa với Mỹ Nam như thẩm lãng cũng coi là chuyện vặt, lúc đầu đã sớm coi trọng đại đế Solon tương lai. Lần này một khi nàng thành công, cả gia tộc đều có thể niết bàn, chính là trở thành hào môn tột đỉnh của đế quốc vô lơn. Bất quá, vị Nam Tước lất đi này vì sao muốn nói cho hắn biết những thứ này kia chứ, thẩm lãng bèn hỏi ngài Nam Tước, xin hỏi ngài biết công chúa hề lên không? trong trận tranh ngôi vị hoàng đế của vương triều vô lơn nàng có hy vọng à nam tước lất đi không khỏi kinh ngạc vô cùng hiển nhiên hắn hoàn toàn không ngờ đến thẩm lãng đưa ra tên công chúa hề lên không có hy vọng nam tước lất đi nói công chúa hề lên mất tích mười bảy năm nàng có thể đã chết dù cho nàng còn sống thân phận của nàng cũng không có thể trở thành hoàng đế của đế quốc vô lơn thẩm lãng nói vậy ngài cảm thấy nàng đi nơi nào nam tước lất đi nói ai biết được có thể đi tam giác quỷ khổng lồ có thể đi đền thần dưới đáy biển, nàng là một công chúa không bị ràng buộc, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Bong 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 bong, bỗng nhiên tiếng chuông được gõ lên, vô cùng dồn dập. Nếu như thẩm lãng mọc mắt ở trên trời, liền sẽ thấy mỗi một con tàu trên biển đều giống chuông lên như thế. Kéo dài về phía đông, mãi cho đến thành gôn đần dây. Bong 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 bong, tiếng chuông cả thành gôn đần dây càng thêm gấp rút. Cùng lúc đó, toàn bộ cửa thành gôn đần dây bị phong tỏa tất cả bến tàu phong tỏa. Âm âm âm, hết hàng quân này đến hàng quân khác từ pháo đài công tước tiến vào trong thành phố hoặc ra khỏi từ trong trại lính. Mấy ngàn, mấy chục ngàn quân phong tỏa mỗi một nẻo đường, mỗi một cánh cửa thành gôn đần dây. Toàn thành đề phòng, bắt đầu lệnh cấm vận mấy ngàn dặm, nam tước Blood đi đứng lên nói hỡi người phương đông bí ẩn kia, lệnh cấm vận với ngài đã bắt đầu rồi. Từ giờ trở đi không có một hải thương, một hải tặc dám làm ăn cùng với ngài, kể cả tình nhân hiu của ngài. Nhưng mà, thẩm lãng mới vừa thu 250.000 đồng vàng của hiu, đây là một nửa gia sản của nàng. Kế tiếp, bất kỳ con tàu nào dám tới gần căn cứ của ngài đều bị đánh chìm. Căn cứ của ngài sau này sẽ không thu được một hạt gạo hay một tên nô lệ. Từ giờ khắc này, ngài bị cấm vận hoàn toàn. Thẩm lãng bèn hỏi ngài Nam Tước, xin hỏi là công tước đi bốt cấm vận ta, hay là, nam tước lơ đi nói là cả đế quốc vô lơn ba cấm vận ngài kể cả ta đây ngày sau có bất kỳ con tàu nào đến gần căn cứ của ngài ta đều có thể đánh chìm nó thực tế đến nước này mới vừa rồi cùng thẩm lãng làm xong một hợp đồng lớn kế tiếp liền muốn đích thân chấp hành lệnh cấm vận đặc biệt xin lỗi nhà ảo thuật đến từ thế giới phương đông bởi vì sau lưng công tước đi bốt là đại đế sô lon tương lai là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản có thể tương lai không lâu sau khi ngài một lần nữa nhìn thấy ta ta đã là trung tướng hạm đội đế quốc vô lơn ba mặt khác để tình ở bằng hữu mua bán ta nói cho ngài một câu ngài còn có thời gian hơn một tháng sau đó công tước đi bốt đã dẫn đầu đại quân xuôi nam nàng nhất định sẽ diệt ngài từ trong trứng nước ngài còn có thời gian hơn một tháng bảo trọng quý ngài ảo thuật gia đến từ thế giới phương đông cùng ngài giao dịch đặc biệt vui vẻ tối đa hai tháng sau đại quân công tước đi bốt sẽ xóa sổ cái thành trì nho nhỏ của ngài khỏi thế giới này. Nếu như ta là ngài, nhất định sẽ lập tức nhào ngay lên tàu, trốn càng xa càng tốt. Đại đế Solon đã cuộc khởi, ngài là một người ngoài, cách người đó càng xa càng tốt. Thế thôi, tạm biệt, Nam Tước lất đi hướng thẩm lãng vương Tây. Tạm biệt, ngài Nam Tước. Thẩm lãng bắt tay gã, tiếp đó hắn đi xuống tàu hắn mời vừa rời khỏi tàu nam tước lướt đi bong 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 kịch liệt dồn dập tiếng chung báo chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu nam tước lướt đi ra lệnh một tiếng hạm đội khổng lồ của gã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh tất cả nỏ khổng lồ dương ra tất cả máy bắn đá được kéo xuống tất cả hải tặc rút đao ra kiếm dương cung cài tên mới vừa rồi trên trăm chiếc thuyền cùng hòa bình lập tức trở nên đằng đằng sát khí dương nanh múa vuốt đây chính là trở mặt như là lật sách Nam Tước lất đi xuất ra một tấm giấy da, đọc lên thật vang người thủ hộ phía Nam đế quốc Vô Lân Ba, thống đốc tỉnh Dây Quay Công Tước Đi Bốt có mệnh lệnh, triệt để phong tỏa ngôi thành nguy tạo Magnolia của người phương Đông Thẩm Lãng, bất kỳ kẻ nào không được giao dịch. Bất kỳ hải tặc, bất kỳ thương nhân nào một khi giao dịch với Thẩm Lãng phải tru diệt cả nhà. Bất kỳ tàu thuyền xuất hiện ở ngụy thành Magnolia sẽ đánh chìm toàn bộ. Lệnh cấm vận quy mô lớn, bắt đầu, tiếp đó, hạm đội của Nam Tước lướt đi, còn có hạm đội hải tặc xung quanh bắt đầu chấp hành lệnh cấm vận. Triệt để phong tỏa cái vùng biển này. Hạm đội của công tước đi bốt đóng giữ cũng xung phong ra mặt biển, chuẩn bị đánh chìm bất kỳ một chiếc tàu nào dám cùng thẩm lãng giao dịch. Mà cùng lúc đó, công tước đi bốt dẫn đầu đại quân xuôi nam. Chuyện 2.000 người của thẩm lãng leo lên bán đảo dây tai rồi giao dịch quy mô lớn chắc chắn không thể giấu nổi người khác, nhất là thành phố xuất hiện nhanh như ảo thuật gần như trong một đêm đã mọc lên. công tước đi bốt bây giờ chỉ biết tên hắn là thẩm lãng, không biết thân phận của hắn. thế nhưng biết hắn và nữ vương medusa có quan hệ thân mật. không chỉ có như thế, hắn vốn nên bị hỏa hình đốt chết, kết quả lại chết đi sống lại, cái này cũng đủ thu hút sự chú ý của nàng rất nhiều. cho nên khi nàng nghe được thẩm lãng lại đang ở bán đảo dây tai xây dựng thàng hờ, thực sự hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. người đàn ông này chẳng những không có chết hơn nữa còn dám trở lại lãnh địa của nàng, thậm chí còn xây căn cứ, dựng thành trì trên hòn đảo của nàng, thứ gì cho hắn dũng khí như vậy. Đây là một người điên à, thế nhưng nàng vốn chưa từng coi trọng gì trước giờ cả, chiến cuộc thành quyên không cần phải vội, phải đợi đại đế Solon xuôi nam cùng nữ vương Medusa tiến hành đỉnh phong quyết đấu, đại quân bao vây thành quyên là được. Mà vị đại đế Solon này đang ở phương Bắc trình diễn kỳ tích một người chinh phục một thành đầy huy hoàng nếu cứ mãi chinh phục như thế, chí ít còn muốn hơn nửa năm mới có thể đến thành quyên. Công tước đi bốt còn chưa từng gặp vị đại đế Solon này, nhưng đã coi gã như chân mệnh thiên tử. Đây là đại anh hùng số một vương triều vô lơn, Mỹ Nam hàng đầu, nhân vật có thể sánh ngang đại đế vô lơn. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thổ này, cho nên khi đại đế Solon còn chưa có xuôi nam, nàng liền dốc hết toàn bộ hỗ trợ vị điện hạ này, chính là vì để gia tộc Russo đón làn gió của đại đế Solon, niết bàn cuộc khởi. Hơn nữa đây không chỉ là ý chí của nàng, còn là ý chí của Hỏa thần giáo. Trong khoảng thời gian chờ đợi đại đế Solon xuôi nam, nàng muốn dẫn đầu đại quân triệt để tiêu diệt thành phố của Thẩm Lãng từ trong trứng nước. Ngài đại tư tế, ngài trước đây vì sao lựa chọn vị Thẩm Lãng này biến thành người chồng đi hiến tế vậy? Công tước đi bốt bèn hỏi. Tất cả đều là ý chỉ của Hỏa thần công tước đi bốt nói vậy ta bây giờ dẫn binh hoàn toàn hủy diệt cái thành phố nhỏ xíu của hắn giấc sạch sành xanh cũng là ý chỉ của hỏa thần Nga. đương nhiên thời gian trở lại nửa năm trước thẩm lãng thiết kế chiếc hạm lớn vận tải quân niết bàn vận tải hắn tất cả người nhà tiến vào tam giác quỷ khổng lồ bất kỳ ai trên tàu đều không thể quên một màn kia ở đây là địa ngục thật sự cái miệng của ác quỷ thật sự khi chưa tiến vào đã tưởng nó đầy kinh khủng hiểm nguy thế nhưng sau khi đi vào nó còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng. Một lan cho tới bây giờ đều chưa từng gặp phải sét dày đặc và đáng sợ đến thế này. Như là vô số con rồng uống lượng, thậm chí còn có sét đánh hình cầu. Toàn bộ bên trong đại tam giác tối mò, hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng khi tia sét trong phút chốc bắn ra lại sáng đến mức muốn mù mắt. Hơn mấy ngàn vạn tia sét điên cuồng giáng xuống như thể muốn xé nát cả đất trời. Lúc này nếu như không có trang thiết bị chống sét bất kỳ con tàu nào vào điều có thể bị xé nát, tuyệt đối không có khả năng may mắn tránh khỏi. Một Lan vô cùng lo lắng cho rằng tàu của mình cũng sẽ gặp kiếp nạn, nhưng nàng tin tưởng chồng mình. Quả nhiên, sau khi con tàu lớn của nàng xông vào chỉ không đến 3 phút đã bị một tia sét thật to đánh trúng. Con tàu hoàn toàn bình yên vô sự, dòng điện cực mạnh bị dẫn ra nước biển. Rầm 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 con tàu không ngừng đi sâu vào tam giác quỷ khổng lồ, vô số tia sét vẫn điên cuồng đánh xuống, kinh thiên động địa nhưng nếu có thể tránh một tia chớp, cũng liền có thể tránh tia thứ hai, thứ ba. Nhưng mà bên trong tam giác quỷ khổng lồ đáng sợ không chỉ có có tia chớp, còn có vô số đá ngầm, ở đây hoặc là đưa tay không thấy được năm ngón, hoặc là sáng đến mức mắt muốn mù, cho nên căn bản là nhìn không thấy mặt biển, bất kỳ con tàu vào đây dù cho tránh thoát xét, cũng nhất định sẽ trúng phải đá ngầm. Nhưng không biết vì sao, sau khi tiến vào tam giác quỷ khổng lồ, cả người một Lan cũng thay đổi khả năng nhận biết của nàng tăng lên rất nhiều nàng nhìn không thấy đá ngầm trong nước biển nhưng lại có thể sớm cảm giác được nguy hiểm khi tránh từng bãi đá ngầm đi ra khỏi con đường như mê cung ở bên trong tam giác quỷ khổng lồ trừ đá ngầm ra còn có gió lốc trí mạng không biết từ đâu nổi lên không biết cuốn về phía nào con lốc quỷ dị cũng có thể có thể sinh ra ở bất kỳ thời khắc nào tàn sát bừa bãi trong tam giác quỷ ở dưới tình hình hoàn toàn không nhìn thấy, bất kỳ con tàu nào đều tránh không khỏi gió lốc và vòi rồng. Thế nhưng Kim Mộc Lan có thể, sau khi niết bàn, nàng có năng lực nhận biết của người thượng cổ, nàng có thể dẫn con tàu tránh khỏi lốc xoáy. Nhưng toàn bộ quá trình cạn kiệt cả tinh thần, bởi vì con tàu có lúc không chỉ tiến tới, còn phải ngừng, còn phải lùi về sau. Khu vực bóng tối trong Tam Giác Quỷ khổng lồ, ước chừng vượt qua 500 dặm gần như từng giây từng phút đều đi ở ranh giới địa ngục, thoáng không cẩn thận, cả con tàu sẽ hóa thành bột miệng, trên thuyền tất cả mọi người phải chung vùi ở nơi này. Hai ngày hai đêm sau đó, một Lan đã ở tình trạng kiệt sức, tinh thần lực lúc đầu vô cùng tận như thể tiêu hao sạch sẽ. Thời thời khắc khắc đều muốn ngủ, loại cảm giác dự đoán sớm này thật sự quá tiêu hao năng lượng. Thân thể nàng đã hoàn toàn lạnh lẽo, không có bất kỳ nhiệt độ nào, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể có thể ngã xuống ta không thể ngủ được tính mạng người cả nhà đều ở trong tay ta tính mạng mấy đứa nhóc cũng ở trong tay ta ta không thể phụ lòng tín nhiệm của phu quân ta và phu quân đã mất quá nhiều không thể lại mất đi người nào nữa khi nàng mệt mỏi rã rời tới cực điểm một lan lấy ra một loại một ống tim đâm vào vào trong cơ thể điên cuồng mà tiêu hao tinh thần lực của mình lại qua hai ngày hai đêm cục cưng một lan thực sự muốn gục ngã hoàn toàn bóng tối vô biên vô tận điên cuồng kéo tới dường như muốn triệt để bao phủ tất cả thế giới tinh thần của nàng phu quân thiếp thực sự không chịu nổi thiếp phải làm chàng thất vọng rồi không được không được ta không thể để cho phu quân thất vọng ta phải bảo vệ người cả nhà mộc lan lại cầm lấy một ống tim vào cơ thể nhưng mà chất thuốc này chẳng còn tác dụng nào với cơ thể nàng nữa phu quân thiếp thiếp thực sự nếu không gánh được cục cưng một lan của chàng lại để cho chàng thất vọng sao bóng tối vô tận điên cuồng cuộn trào mãnh liệt đến gần như hoàn toàn không thể chống đỡ hai ngày trước cũng đã đã tiêu hao hết tất cả tinh thần lực hai ngày hai đêm sau hoàn toàn là dựa vào thuốc điên cuồng tiêu hao bây giờ đã phần cuối đến tinh thần lực giống như một cái ao hoàn toàn khô kiệt đúng ngay tại lúc này hô con tàu chợt chạy ra khỏi bóng tối trước mắt chợt sáng ngời địa ngục cuối cùng đi hết Bây giờ sắp đi vào thiên đường ngà, con tàu xuyên qua khu vực bóng tối 500 dặm, hoàn toàn tiến vào thế giới mới bên trong tam giác quỷ khổng lồ. Khu vực thần bí nhất thế giới này, một trong những mục tiêu cuối cùng của những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm. Cấm khu của nhân loại. Sau khi đi qua khu vực bóng tối, cái thế giới mới này trong nháy mắt tràn vào tầm mắt. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, không thể tin nổi nhìn thế giới này đây là một thế giới cuối cùng sức tưởng tượng cũng không cách nào nghĩ đến một lan chỉ nhìn thoáng qua trong lòng nàng cất tiếng run rẩy phu quân chúng ta thực sự đi tới thiên đường tiếp đó bóng tối vô biên vô tận kéo tới cục cưng một lan trực tiếp ngã xuống bất tỉnh nhân sự một lan bên cạnh tuyết ẩn lập tức ôm lấy nàng cảm giác như là ôm lấy một khối nước đá một lát sau tuyết ẩn cảm giác được nguy hiểm trí mạng nguy hiểm trước nay chưa từng có thậm chí so với đống sấm sét trong bóng đêm vừa rồi còn đáng sợ hơn nữa. Lỗ chân lông toàn thân của nàng như muốn nổ. Nàng không khỏi hướng mặt biển nhìn lại một cái. Tiếp đó hoàn toàn rợn cả tóc gáy. Tàu của họ bị bao vây, bị sinh vật vô cùng quái đàn bao vây. Có vô số kẻ sinh vật trước đây chưa từng gặp, chỉ yên lặng chốc lát, đám sinh vật nhô lên từ biển cả lộ ra ánh mắt hung tàn không gì sánh được. Vù 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 vù, trong nháy mắt, sau đó những thứ sinh vật kỳ quái này điên cuồng lao về phía con tàu của Kim Mộc Lan, muốn xé tan nó thành những mảnh vụn hoàn toàn. Con số khổng lồ như thủy triều trào đến. Hình dung thế giới bên trong tam giác quỷ khổng lồ như thế nào đây? Hải thị thận lâu, lâu sò chợ biển, còn gọi là ảo tượng, mi khi ánh sáng soi trên mặt biển bị khúc xạ bẻ công phản chiếu lên bầu trời. Đây là hiện tượng quan học do ánh sáng thực sự bị khúc xạ tạo ra ảnh à ảo ở vị trí người quan sát, người cổ đại cho là con sò thần hóa ra nên mới có cụm từ hải thị thận lâu và hiện tượng ảo ảnh ốc đảo trên sa mạc. Thế giới bị mất, hẳn là có thể cả hai, đây là một thành phố biển, một nửa dưới biển, một nửa trên biển, độ hoành tráng vượt qua sức tưởng tượng của bất kỳ người nào, nó trải dài vô biên vô hạn, tầng tầng lớp lớp. Lối kiến trúc của thành phố này hoàn toàn chẳng hề giống như thế giới hiện hưu, hơn nữa cũng không xác định nổi lịch sử. Có thể mấy trăm năm, có thể mấy nghìn năm tất cả mọi người trên tàu đã từng tưởng tượng về thế giới bên trong tam giác quỷ khổng lồ có lẽ là một hòn đảo nhỏ có lẽ là một sa mạc đương nhiên cũng có thể một thành phố to lớn thế nhưng khi nó chân chính xuất hiện ở trước mắt vẫn vượt qua sức tưởng tượng của mọi người suy tư của con người có hạn cho dù cố tưởng tượng lần nữa cũng chỉ là bồi đắp những thứ mình đã nhìn thấy mà thôi vậy cái thành phố như thể lầu sò chợ biển đầy ảo ảnh đã vượt qua khái niệm mỹ học của rất nhiều người Thế nhưng thế giới mới Mỹ luôn Mỹ hoáng, là một phế tích cà, tràn đầy tang thương cùng cô tịch. Tất cả mọi người trên tàu còn không kịp cảm khái, lập tức tiến vào khoảnh khắc cực kỳ sợ hãi. Từ trong nước chui ra ngoài là thứ gì vậy, quái vật biển? Cũng chỉ có thể hình dung thế này, chúng nó có răng nanh đáng sợ, móng vuốt vô cùng sắc bén. Có tốc độ khủng khiếp, vẫy chi chít khắp người, vô cùng kiên cố. Vù 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 trên tàu lớn quân niết bàn điên cuồng bắn tên, nhưng hoàn toàn vô hiệu những mũi tên này căn bản không thể xuyên qua lớp vẫy bên ngoài của chúng một khi chúng nó xông lên tàu lớn có thể dễ dàng xé ta người ta thành vô vàng mảnh vụn nhưng mà vào lúc này a à, đại ngốc chợt trống to một tiếng rút ra trọng kiếm huyền thiết định nhào lên dết mẹ mẹ lúc này nhóc tỳ thẩm giả từ trong khoang tàu chạy ra xông về người mẹ đang bất tỉnh nhân sự rào rào một quái vật biển hung ác mạnh bạo nhào tới thằng bé nó định bụng táp luôn một phát nuốt trọn. Không nên, băng nhi thét lên thất thanh, xông thẳng đến nhóc tỳ thẩm giả, định dùng thân thể của mình bảo hộ nhóc tỳ thẩm giả. Thà rằng bản thân mình thịt nát xương tan, nàng cũng không muốn bé thẩm giả bị thương tổn. Dết dết, toàn bộ quân miết bàn đều rút kiếm ra, chuẩn bị cùng những quái vật biển này quyết một trận tự chiến. Con quái vật biển định cắn xé nhóc tỳ thẩm giả bỗng nhiên ngẩn ra, như thể đang do dự. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng kèn tù và từ vỏ ốc vang lên như thể tràn đầy ma lực. Tức khắc, tất cả quái vật biển như thể bị đông cứng cả người vậy. Tu, tu tu tu, tiếng tù và này tiếp tục vang vọng. Tiếp đó những con quái vật biển biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ, chúng nó đều chui về đáy biển. Một lát sau, một người từ xa đến, lướt sóng mà đến. Ánh mặt trời chiếu ở trên thân thể của người này, tản ra hào quang như vàng đây cũng là lướt sóng mà đi chân chánh, cũng không có dày nổi gì cả. Người này nhìn không ra nam nữ, bởi vì toàn thân đều ở bên trong bộ giáp đặc biệt, nhìn từ đằng xa còn không biết bằng chất liệu gì, đến khi tiến đến đến gần mới biết đấy là bộ giáp được làm bởi xương khô, do vô số bộ xương tạo thành. Người đó nhẹ nhàng nhảy lên chiếc tàu lớn của Kim một Lan, đi tới Mộc Lan bên người, vươn tay vuốt ve cái cổ của nàng. Đừng đụng nàng, trọng kiếm huyền thiết của đại ngốc chợt bổ tới người này cuột nhẹ một phát, thân thể đại ngốc bay ra ngoài. cô ấy đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần, cần phải được chữa trị. người này lên tiếng, đây là một phụ nữ, nàng nói bằng hán ngữ, thế nhưng ngữ điệu đặc biệt quá dị, như thể người nước ngoài nói hán ngữ vậy. tiếp đó, nàng tháo xuống cái mặt nạ xương sẩu kia, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ, người mạo hiểm đến từ thế giới phương đông sao? chào mọi người, ta là hề lên. Cha của ta cũng là người của thế giới phương Đông. Thành Magnolia của Thẩm Lãng bị phong tỏa triệt để. Bất kỳ con tàu nào cũng không thể tới gần, ngay cả tàu của Thẩm Lãng cũng không thể rời khỏi. Một khi hạm của hắn rời bến, lập tức phải bị đánh chìm. Hạm đội hải tặc của nam tước Bloody, hạm đội đóng giữ thành Golden dây, toàn bộ tới lui tuần tra ở phía trên cái vùng biển này, ngày đêm tuần tra. Thẩm lãng đã từng phái ra một chiếc tàu nhỏ đi đến đảo Fire vận chuyển cho núi lửa, kết quả bị Nam tước Bloody đánh chìm nghiễm không lưu tình chút nào. Thế giới này rõ ràng thực tế, ngay vài ngày trước, Nam tước đi này vẫn còn cùng thẩm lãng buôn bán, thậm chí đưa tới cho hắn 15 chiếc tàu thủy, mấy nghìn tên nô lệ. Mà tiếng chuông gõ vàng, sau đó lập tức liền trở thành kẻ địch. Xem ra đã coi thường lực lượng công tước đi bốt, nàng ra lệnh một tiếng, tất cả hải tặc của cái vùng biển này cúi đầu nghe theo. Đương nhiên có thể không chỉ mỗi lực lượng của cá nhân nàng, còn là uy vọng của vị đại đế Solon tương lai kia. Thành Magnolia của thẩm lãng ở cực nam bán đảo Dây Tai, nơi này là một mỏ quặng sắt, không có bất kỳ đồng ruộng, cho dù có bây giờ có trồng cũng không kịp. Tất cả những hoạt động đều dựa vào mua bán mà đến, mà một khi mua bán cắt đứt, chính là hết cạn đạn lương. Bất kỳ vật tư đều có thể gián đoạn cái này đã so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, ta vốn tưởng rằng nửa tháng liền sẽ gặp phải cấm vận, bây giờ đã qua hai tháng. Thẩm lãng cười nói bất quá không có nghĩ tới một điểm, cái tên nam tước lất đi này lại cho chúng ta đưa tới 8.000 nô lệ, bây giờ chúng ta thành Magnolia thì có một vạn 3 nghìn người, lương thực còn đủ ăn bao lắm, Trương Xuân Hoa nói còn đủ ăn 3 tháng. 3 tháng? Thẩm lãng nói vậy là đủ rồi, chỉ cần nửa tháng sau, 100.000 đại quân của Đi Bốt sẽ đánh ngọn thành Magnolia của chúng ta. Trương Xuân Hoa nói có phải ngài dự liệu được những thứ này, cho nên lúc trước tất cả tàu bè đều dùng tới tí vận chuyển cho núi lửa, cho dù mỗi ngày sản xuất không xong cũng phải không ngừng vận chuyển, hơn nữa gần như đốt sạch tất cả vàng trong tay à. Thẩm lãng gật đầu một cái rồi nói chúng ta dự trữ bao nhiêu cho núi lửa, hơn 3 triệu cân. Trương Xuân Hoa nói. Thẩm lãng nói được rồi, vậy là đủ rồi. Cái này hơn 3 triệu cân cho núi lửa, hơn mấy triệu cân vôi, có thể sản xuất ra rất nhiều xi măng gạch vẫn liên tục không ngừng nung ra. Kế tiếp 30% nhân lực xây nhà cửa, còn lại 70% nhân lực xây tường thành. Thẩm lãng nói trong vòng một tháng, phải xây xong tường thành chu vi 15 dặm, độ dày phải vượt qua 1 mét, độ cao vượt qua 5 mét. Vào lúc trước Trương Xuân Hoa chắc chắn lại muốn nói người si nói mộng, tường thành chu vi 10 dặm, cho dù có 7-8 ngàn người cũng ước chừng cần 2-3 năm, nhưng khi có gạch cùng xi măng, sau đó tất cả đều biến thành khả thi chu vi 15 dặm, cũng có nghĩa không đến 8 cây số mà thôi, bình quân mỗi người 1 mét, tiến hành xây theo từng phân đoạn, trong một tháng hoàn thành quả thực dễ dàng. Nếu thực sự thấy tiến độ xây tường thành bằng gạch bình thường quá chậm thì có thể xây luôn bằng gạch xi măng cốt liệu. Thủy nê chuyên, còn gọi là gạch xi măng cốt liệu, gạch block, gạch không nung, nguyên liệu là xi măng và đá mạt sạch. Ở một chỗ cách thành Magnolia mấy dặm, thẩm lãng đang thí nghiệm thuốc nổ TNT hoàn toàn mới có mỏ quặng ni kali rõ ràng hạnh phúc để cho người ta rơi nước mắt đầy mặt thẩm lãng mới vừa tới đến bán đảo dây tai sau đó liền phái bốn chiếc tàu đi đến đảo có quặng kali ni mà lấy quặng về chỉ chở một chuyến mà thôi liền chuyển đến nơi mười mấy vạn cân lúc ở nước việt hắn phái mấy trăm người đi cạo nhà xí cạo nửa năm mà không đến mười mấy vạn cân kali ni mà bây giờ tùy tùy tiện tiện vận chuyển một chuyến thì có mười mấy vạn cân hơn nữa quặng kali trác trên đảo gần như là lấy không bao giờ hết dùng cũng không dứt hơn nữa thẩm lãng phát hiện trên cái đảo kia không chỉ có có nhiều quặng kali trác còn có nhiều phospho trên đảo núi lửa không chỉ có có tro núi lửa còn có ao axit sunfuric tự nhiên đếm không xuể chân chính phong thủy bảo địa thẩm lãng muốn dùng vật liệu chế tạo TNT ở đây gần như đầy đủ mọi thứ còn có cả mỏ than trì tinh kiết nhất khoáng sản trên bán đảo dây tai đặc biệt phong phú ở phía bắc hơn 100 dặm Thẩm Lãng còn tìm được mỏ chứa nhiều đá amiang, carisotin. Thật là có một loại cảm giác đại phát tài, trời cao như thể quan tâm hơi quá đến đại lục mới mẻ này, rất nhiều khoáng sản quý giá vô cùng hiếm thấy ở thế giới phương đông, khắp nơi ở đây đều có. Những vật liệu còn thiếu, Thẩm Lãng cũng phái người đi mua sắm thật nhiều. Tư liệu vật tư vô số kể, thế nhưng thứ thiếu chính là nhân thủ nhân tài cao cấp trong tay thẩm lãng chính là mấy chục tên đệ tử thiên nhai hải các do Trương Xuân Hoa mang đến, người bình thường trong đó còn phải đi quản lý thành phố này. Tính toán đâu ra đấy, chỉ có 15 người, tiếp đó từ đoàn kỵ sĩ Phương Đông chọn những kẻ trung thành có thể tin lấy ra 15 làm người học việc. Quá trình chế tạo TNT nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng tuyệt đối không cần lâu đến 2 tháng như vậy. Phiền toái duy nhất là dụng cụ chứa dễ gây phản ứng hóa học. Thẩm Lãng tốn thời gian rất lâu mới chế xong những dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ phản ứng. Vì theo đuổi tốc độ, quả thực vật chứa nào cũng dùng cả, nào là nồi sắt, đồ thủy tinh, đồ gốm vân vân. Hôm nay TNT cuối cùng cũng được sản xuất hàng loạt. Về chế tạo loại thuốc nổ nào, Thẩm Lãng do dự thật lâu. Nên là axit picric, 2,4,6 triniton, hay là nitrolin, hay là TNT? nhưng cuối cùng vẫn quyết định chế tạo TNT, tuy rằng uy lực của nó không phải lớn nhất, nhưng nó lại ổn định nhất trong ba thứ này, dùng ngọn lửa nhiệt độ cao tối thiểu phải đốt mất mấy giây mới có thể nổ, dùng cây búa đập mạnh vào đều không có việc gì. Thứ đồ chơi như nitrolin thật sự là quá không ổn định. Mà axit picric lại gây phản ứng với sắt. Nhưng cái thứ TNT này cũng vô cùng đáng ghét, bởi vì nó quá ổn định, muốn cho nổ nó cũng không dễ. Cho nên còn cần chế tạo thủy ngân xung phát để kích nổ. Cho nổ, theo thẩm lãng ra lệnh một tiếng. Ầm, uhm, một tiếng động lớn, ngôi nhà được sử dụng để thử nghiệm ngay lập tức bị nổ tung và vỡ tan. Quy lực kinh người, đặc biệt thành công, bên cạnh Trương Xuân Hoa thấy hình ảnh này, thân thể mềm mại tức khắc rung lên một cái. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, quy lực thứ này quá lớn, chỉ cần một bao, nó có thể làm nổ tung một ngôi nhà. Nó chính là đại sát khí bí mật ngài nói à? Trương Xuân Hoa hỏi. Thẩm lãng đáp tính nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, nó cũng chỉ có thể xem như một thứ công cụ, tạo thành bộ phận trọng yếu nhất cho đại sát khí. Có nhiều TNT, sẽ có những vũ khí lợi hại liên tục không ngừng sản sinh ra. Tất nhiên, TNT nguyên chất không đủ, vì nó không thể làm thuốc súng đẩy viên đạn, nó cần nitrosen, nitrolin base, ba dơ, kép cũng cần chất ổn định, vân vân. Do đó, khả năng công nghiệp hiện tại của thẩm lãng vẫn chưa thể tiếp cận được nó. Nhưng hỏa pháo lấy tư cách thần chiến tranh truyền thống có thể ra đời. Sau khi thử nghiệm thành công thuốc nổ, sau đó kế tiếp sẽ phải thử nghiệm pháo. Không sai, thẩm lãng đã có pháo, nhưng không phải dùng sắt trong quặng sắt, mà là mua được gan để rèn. Hắn dùng tiền mua được mấy chục tên thợ rèn, căn cứ những kiến thức mình đã biết, chế tạo ra một khẩu pháo. Đường kính không lớn, cũng chỉ tương đương với đại pháo hồng y của thời Minh Thanh. Chuẩn bị, nã pháo, theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, pháo thủ tạm thời đốt kiếp nổ. Ầm, uhm, một tiếng vang thật lớn như là tiếng sấm vậy. Máu tươi văng khắp nơi. Tên pháo thủ này trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Trực tiếp nổ họng pháo. Thí nghiệm thất bại, mặt của Thẩm Lãng tái mét, tất cả mọi người xung quanh cũng mặt mày vàng vọt. Thẩm Lãng tiến lên tỉ mỉ kiểm tra nòng pháo bị nổ pháo đầu tiên đã nổ hỏng. Chất lượng cũng quá tệ đi, thẩm lãng kiểm tra qua, bên trong hỏa pháo này cũng khá chặt, không có thủng bao nhiêu lỗ. Quy lực của TNT vẫn quá lớn, thứ hỏa pháo nguyên thủy này không chịu nổi, cho nên trực tiếp nổ hỏng pháo. Thời gian thực sự quá gấp rút, thẩm lãng còn không cách nào trực tiếp làm ra vật liệu thép cường độ cao, trực tiếp dùng gan rèn pháo. Bất quá nhóm vật liệu thép đầu tiên được hắn khai thác từ mỏ quặng sắt sắp có thành phẩm, đến lúc đó có thể dùng thép độ dẻo cao đúc pháo kế tiếp thẩm lãng ảo não dùng thuốc nổ đen trở lại lần đầu tiên bắn pháo thử xảy ra ngoài ý muốn nhưng đợt thứ hai thử bắn vẫn không có người lùi bước hai nghìn quân dưới trướng thẩm lãng không có lùi sự gan dạ của họ là tuyệt đối bất kể là đoàn võ sĩ phương đông hay là đoàn kỵ sĩ roland mỗi một người đều không sợ chết chút nào nã pháo ầm thanh âm nhỏ rất nhiều thế nhưng khói lại dày đặc hơn rất nhiều. Trong nháy mắt bùng nổ, toàn bộ pháo thậm chí đều bị khói bao phủ. Mặc dù là thuốc nổ đen, nhưng là bởi vì số lượng đủ nhiều, uy lực vẫn là vô cùng kinh người. Vù, một quả đạn cầu sắt chợt bắn thẳng ra. Tốc độ như bay, vượt xa cung tên, trong nháy mắt đánh ra 4-500 mét. Thật lợi hại, thật lợi hại, Trương Xuân Hoa hưng phấn không gì sánh được có thứ này, chúng ta ở trên biển liền vô địch chúng ta là có thể đánh về đế quốc đại viêm đi cái này so với cung tên lợi hại hơn cũng so với nỏ khổng lồ lợi hại hơn trương xuân hoa hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn thế nhưng thẩm lãng nhưng có chút xấu hổ bởi vì cái khẩu pháo này muốn nhắm chính xác là một tòa nhà kết quả đừng nói đến trúng đích trực tiếp cách bay qua căn nhà mười mấy mét độ chính xác thế này thật sự là quá cảm động đã nổ nòng một khẩu pháo chỉ còn lại hai khẩu kế tiếp liền không ngừng bắn thử mỗi một pháo thủ ít nhất phải thử bắn cái mấy trăm pháo mới có thể tìm được cảm giác hơn nữa nhóm pháo thủ đầu tiên cần thẩm lãng tự mình huấn luyện hơn nữa hắn huấn luyện chỉ là tri thức lý luận mà thôi bên trong trí não cái gì cũng có còn thực tiễn thẩm lãng đều là số không lúc này hắn thực sự vô cùng hoài niệm quân niết bàn đám người kia hết sức chuyên chú hết sức nhạy cảm dù cho buông xuống cung tên bọn họ cũng có thể trở thành là pháo thủ ưu tú nhất Vừa nghĩ đến quân Niết Bàn, thẩm lãng thì càng thêm nhớ một lan. Cục cưng, mọi người như thế nào? Tất cả có bình an không? Thành mát trên bán đảo dây tai biến thành một công trường lớn không gì sánh được, hơn 13.000 người điên cùng làm việc. Thẩm lãng thậm chí có chút cảm khái, vì sao mua bán nô lệ ở thế giới phương Tây thịnh hành như thế, bởi vì quả thực dùng tốt. Bọn họ mặc dù ngốc vô cùng, chỉ có thể làm công việc lặp lại mang tính đơn giản nhất nhưng lại vô cùng nghe lời tính phục tùng đặc biệt cao không có một chút ý đồ phản bội để cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó loại tính phục tùng này như thể được ghi nhận từ trong xương cốt đương nhiên đây cũng là nỗi buồn của nô lệ vì rất nhiều nô lệ này bị nuôi nhốt từ bé những đầy tớ này rất nhiều cũng là nuôi nhốt đi ra trực tiếp đi bắt nô lệ trưởng thành sẽ khó dạy dỗ hơn nữa họ sẽ phản kháng cho nên giá cả đều rất thấp cho nên chủ nô thế giới phương Tây thích đi bắt một số nô lệ còn nhỏ, tiếp đó nuôi nhốt lớn lên, như thế có thể bán ra giá cả rất cao, ví như 8.000 nô lệ của thẩm lãng, tổng cộng cần phải gần 6 vạn đồng vàng, giá tiền gấp 2-3 lần so với nô lệ bình thường. Thẩm lãng đã từng cũng muốn hướng bọn họ phát biểu nói chuyện, muốn ban thưởng cho bọn họ tự do. Kết quả, bọn họ phản ứng đặc biệt bình thản đối với bọn họ mà nói, có thể ăn cơm no, có thể ở nhà cửa chính là thiên đường. Đám nô lệ được nuôi trong chuồng từ bé này đã phục tùng đến hết thuốc chữa. Tường thành Magnolia mỗi ngày tăng trưởng, nhà cửa trong thành vẫn mọc lên như nấm. Pháo là trọng yếu nhất, Thẩm Lãng chọn từ đoàn kỵ sĩ phương Đông những người trung thành nhất ra hơn 300 người tiến hành huấn luyện. Điều chế thuốc nổ tiếp tục, nhưng là không thể chế tạo một loại, phải có nhiều thuốc nổ, thậm chí thuốc nổ đen còn phải tiếp tục chế tạo. Chế tạo hỏa pháo cũng vẫn tiếp tục, hơn nữa đã dùng sắt thép hoàn toàn mới đúc pháo toàn bộ quá trình đặc biệt gian nan, cho dù có dụng cụ mài, dù cho bên trong trí não của thẩm lãng có đầy đủ lý luận tri thức, thế nhưng chế tạo ra pháo vẫn có độ sần. Cuối cùng thẩm lãng chỉ có thể cải biến tư duy, trước tiên rèn từng lớp, để nó có đầy đủ sự bền bỉ, tiếp đó đang dùng nhiệt nhôm tiến hành hàng lại. Trên thực tế có thể thành công hay không, thẩm lãng cũng không được biết, nhưng trên lý thuyết chắc hẳn là có thể. Toàn bộ vùng biển vẫn phong tỏa thẩm lãng tiếp tục, quân của công tước đi bốt đã càng ngày càng gần, hơn nữa thành gôn đần dây cũng đang không ngừng tập kết đại quân dù cho công tước đi bốt vắng mặt pháo đài công tước russo vẫn liên tục không ngừng mua nô lệ cường tráng đồng thời huấn luyện thành quân đội trương xuân hoa nói thẩm lãng tối đa còn có 40 ngày quân của công tước đi bốt sẽ đánh tới tàu của chúng ta lần thứ hai thừa dịp ban đêm xuống biển thế nhưng vẫn bị hải tặc tuần tra gặp phải lại một lần nữa bị đánh chìm thẩm lãng nói là nam tước Lớt đi à, trương xuân hoa nói đúng cho nên đến ngày khai chiến chúng ta không chỉ gặp kẻ địch trên lục địa còn có trên mặt biển thẩm lãng nói công tước đi bốt muốn tiêu diệt trụ sở của chúng ta nhưng sao ta lại không thể thèm nhỏ giải thành golden dây tất cả mọi thứ cần thiết gì nơi đó đều có có vô số tơ lụa vải bông vô số vàng vô số lương thực còn có hai xưởng đóng tàu cỡ lớn nhân lực tài nguyên đếm không hết một khi đánh chiếm thành golden dây chúng ta coi như là phát đạt Dựa vào lực lượng của chúng ta muốn tiến đánh dưới thành gôn đần dây là không thể nào Nhưng công tước đi bốt chủ động dẫn đầu đại quân tới đánh chúng ta Vậy không thể tốt hơn Nàng quân đội toàn bộ hủy diệt Sau đó chúng ta tấn công nửa chiếm lĩnh thành gôn đần dây liền dễ hơn Trương Xuân Hoa nói Ngươi cảm thấy nàng xuất động bao nhiêu quân đội tới đánh chúng ta Thẩm lãng nói chí ít 100.000 Trương Xuân Hoa nói 100.000 đại quân Tới đánh 2.000 người của chúng ta quân đội dưới trướng thẩm lãng thực sự cũng chỉ có hai ngàn người, còn có một mớ nô lệ, nhưng đám người kia là không có khả năng chiến đấu cho thẩm lãng. Một khi khai chiến, bọn họ cam đoan phải ngồi chồm hổm ở trong phòng chờ đợi chiến đấu kết thúc, tiếp đó quy thuận chủ nhân mới, đám người kia không có một chút tinh thần phản kháng, cũng không có tinh thần chiến đấu. Dựa vào pháo à? Trương Xuân Hoa nói. Thẩm lãng nói dựa vào pháo thì ít nhất phải trên trăm khẩu pháo, còn cần đạn ri đại quy mô. Dựa theo tiến độ của chúng ta, đến khi lúc khai chiến có 5 khẩu pháo có thể khai hỏa coi như khá lắm rồi, thợ rèn chúng ta quá ít, hơn nữa cấp độ quá thấp, chỉ cần chiếm thành gôn đần dây, chúng ta có hơn mấy trăm ngàn tên thợ rèn giỏi, cho đến lúc này pháo có thể liên tục không ngừng chế tạo ra. Nếu không có hỏa pháo, chúng ta có thể đánh thắng 100 ngàn đại quân công tước đi bốt à? Trương Xuân Hoa bèn hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Thẩm lãng nói. Trương Xuân Hoa nói đã qua 3 tháng, khoảng cách cùng yêu ước định chỉ có 9 tháng, chúng ta cũng không thể nuốt lời. Yêu là một cô bé vô cùng đặc biệt, ngươi nói với con bé một năm, con bé sẽ ghi khắc một khắc kia, sau đó dùng tận dụng tất cả sinh cơ chống đến một khắc kia. Nếu như đã đến giờ, mà ngươi vừa không có chạy đến, ta sợ con bé gắn gượng không nổi. Thẩm lãng viền mắt nóng lên, rồi nói ngươi nói lời như vậy nữa, ta sẽ phải đánh ngươi A tiếp tục hắn cắn răng nghiến lợi nói dù cho đến lúc đó bên cạnh ta một đội quân cũng không có, dù cho chỉ có mỗi mình ta, ta cũng phải đi tới trước mặt con bé, dù có phải bò cũng đến, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trương Xuân Hoa nói chúng ta đây lúc nào trở về đế quốc Đại Viêm, thẩm lãng nói nhanh, nhanh, chỉ cần đánh thắng công tước đi bốt, chỉ cần chiếm lĩnh thành gôn đần dây, sự nghiệp của chúng ta sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần có hạm đội 100.000 người, chỉ cần có vượt qua 1.000 khẩu pháo chúng ta liền đánh về đế quốc Đại Viêm, bởi vì cho đến lúc này chúng ta thì có tuyệt đối quyền làm chủ trên biển. Trương Xuân Hoa nói chúng ta đây dựa vào cái gì đánh bại 100.000 đại quân công tước đi bốt. Chúng ta chỉ có 2.000 người, dùng thuốc nổ à, thẩm lãng nói ta hy vọng sẽ cố không dùng đến thuốc nổ. Trương Xuân Hoa nói vậy dùng cái gì, thẩm lãng nói nữ vương Amazon nước võ sĩ, toàn bộ thế giới phương Tây cường đại nhất nữ quân nhân bộ tộc. Trương Xuân Hoa xem thẩm lãng một cái nói đã từng có rất nhiều người muốn qua Mỹ Nam kế chinh phục Amazon bộ lạc, nhưng thẩm lãng nói đầu của bọn họ đều bị chém xuống, da cũng bị lột. Trương Xuân Hoa nói vậy ngài có nắm chắc không, thẩm lãng nói tầm 70% thôi, chỉ cần chinh phục bộ lạc nữ vương Amazon, chúng ta liền có một nhánh quân mạnh nhất dễ dàng đánh bại 100.000 đại quân đi bốt, chiếm lĩnh thành Golden dây cũng dễ dàng, thậm chí có thể tung hoành ngàn dặm lãnh thổ. Chiến binh bộ lạc Amazon cường đại dường nào? Nhìn đoàn kỵ sĩ Roland một chút sẽ biết. Mà đoàn kỵ sĩ Roland vẫn bị một đám người nữ vương Amazon vứt bỏ, bởi vì ghét bỏ họ quá yếu. Trương Xuân Hoa kinh ngạc nói khoảng cách 100.000 đại quân của đi bốt xuất chinh đánh chúng ta chỉ có chừng một tháng rưỡi, mà ngươi bây giờ vẫn còn ở nhà, còn chưa có đi chinh phục bộ lạc Amazon, thời gian không còn kịp nữa. Ngươi suy nghĩ lúc nào đi chinh phục nữ vương Amazon, thẩm lãng nói buổi tối phải đi ngay trương xuân hoa cất giọng run rẩy nhanh như vậy vội vã như vậy nhưng vùng biển chung quanh của chúng ta đều đã bị phong tỏa một chiếc tàu cũng không xuống biển được thẩm lãng nói đi lục địa tiếp đó rời xa cái vùng biển này xuống biển lên bắc đi bộ lạc amazon buổi tối thẩm lãng cáo biệt đám người trương xuân hoa black bear lan phong trương xuân hoa trong khoảng thời gian ta không có ở đây này tất cả nội chính thành Magnolia liền toàn bộ giao cho ngươi. Black Bear, áp chế tính tình nóng nảy của ngươi, không nên xuống biển. Thẩm lãng nói. Black Bear nói chúng ta là hậu duệ vua hải tặc, chúng ta không sợ hy sinh, bây giờ lại bị giam cầm ở trên đất liền xuống biển không được, đơn giản là sỉ nhục lớn lao, nếu như đảng Skeleton còn ở đây, làm sao chứa chấp thứ người như nam tước Blood đi ở trên biển diễu võ dương oai. Nàng thật sự là nhịn đến tức điên, L Nam Tước Blood đi út trước vẫn là bằng hữu trực tiếp trở mặt, dẫn đầu đông đảo hải tặc triệt để phong tỏa thành Magnolia của Thẩm Lãng, hợp với chuyện hai chiếc tàu được phái đi đều trực tiếp bị đánh chìm, không lưu tình chút nào. Tướng quân Lan Phong, toàn bộ thành phố phòng ngự liền giao cho ngươi, còn muốn giám sát pháo chế tạo, pháo thủ thử bắn. Đoàn kỵ sĩ phương đông thủ lĩnh Lan Phong nói chủ quân, nếu như ngài có thể chinh phục Amazon bộ lạc, vậy có cường đại nhất lục quân, đánh bại công tước đi bốt 100.000 đại quân đương nhiên dễ dàng. Nhưng nhỡ ra ngài không có thành công, có thể ngài không có đúng lúc chạy tới thì sao, thẩm lãng nói ta với nữ chiến binh Amazon không gì sánh được mong đợi, không gì sánh được cần, nhưng cùng công tước đi bốt đánh một trận, ta sẽ không đem hy vọng hoàn toàn gửi gắm trên người các nàng. Dù cho chúng ta không có đúng lúc chạy tới, một trận chiến này vẫn sẽ thắng, Trương Xuân Hoa phải dẫn người sắp xếp hết thảy. Đương nhiên kết quả tốt nhất vẫn là ta mang theo quân đoàn Amazon giết qua tới, cầm quân của công tước đi bốt giết được máu chảy thành sông. Tiếp tục, thẩm lãng nói như vậy ta cáo từ, các vị bảo trọng. Lan Phong bỗng nhiên lại gọi lại thẩm lãng. Chủ quân, ta có thể xưng ngài một tiếng bệ hạ à. Lan Phong bỗng nhiên nói ta biết ngài không thích tiếng xưng hô này, nhưng ta lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngài, cũng nữa không kịp kêu một câu ngài tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, chúng ta với Khương Ly bệ hạ ra sao chờ đó trung thành, chúng ta thậm chí nằm mộng cũng muốn được một ngày kia Khương Ly bệ hạ hậu duệ sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Thẩm lãng cho tới bây giờ cũng không có thừa nhận qua thân phận của mình, thế nhưng cũng không có bác bỏ, hắn và Trương Xuân Hoa nói chuyện phím trong đó, cái này hồ ly tinh như thường lệ xuất hiện cái gì nhân hoàng tương lai, Khương bệ hạ, hay hoặc là lúc nào giết trở về đế quốc đại viêm các loại lời nói. Lan Phong có không phải người ngu, đương nhiên nghe hiểu được những thứ này mánh khóe. Đương nhiên dù cho thẩm lãng cùng Trương Xuân Hoa nói chuyện phím trong đó tiết lộ thân phận, thế nhưng cũng chưa chắc phải tin tưởng hắn chính là con của Khương Ly. Nhưng Lan Phong tuyệt đối tin tưởng nữ vương Medusa, nàng làm tất cả quyết định nhất định là có ý định nghĩa. Thế giới phương Đông có thể cũng chỉ có một người có thể xứng với nàng, đó chính là tương lai nhân hoàng. Nhưng thẩm lãng không có chủ động tiết lộ với họ, lan phong cũng không có phá vỡ tầng này cửa sổ giấy này chỉ có điều bất kỳ ngôn ngữ đều khó khăn miêu tả cuồng nhiệt cùng kích động trong lòng như thể ông ta đang ở mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp vậy toàn bộ đoàn kỵ sĩ phương đông trung thành với thẩm lãng tức khắc đến cực hạn thậm chí vượt qua trung thành lúc trước với nữ vương medusa mặc kệ công tác nguy hiểm bọn họ đều tranh đoạt đi làm bởi vì bọn họ là vì lý tưởng suốt đời của mình mà phấn đấu trời cao quá quan tâm bọn họ ở hai mươi mấy năm tuyệt vọng, sau đó lại đưa chủ quân chân chính lại một lần nữa đến trước mặt bọn họ. Cho nên lúc trước thử pháo, lần đầu tiên liền xuất hiện nổ nòng, người huynh đệ kia trực tiếp bị nổ chia năm xẻ bảy, nhưng là bọn huẩn không có bất kỳ lùi bước, vẫn tre và măng mọc đi tiến hành thí nghiệm nguy hiểm. Bây giờ thẩm lãng đi, bọn họ thực sự muốn ở trong lòng kêu một câu bệ hạ. Thẩm lãng cười nói những lời này của tướng quân Lan Phong có vẻ không may, bất quá không sao. Ngươi muốn hô thì hô đi, bất quá ta nhất định phải nói cho ngươi biết, ở đế quốc đại viêm, huynh trưởng của ta lúc kêu ta hai tiếng bệ hạ, ta toàn thân khó chịu muốn chết. Tiếp tục thẩm lãng phóng người lên ngựa, ở dưới sự bảo vệ của mấy nữ võ sĩ như mang rô lên, hắn rời khỏi thành Magnolia lên bắc, biến mất ở trong bóng đêm. Lan Phong lúc này mới quỳ xuống, dập đầu nói thần Lan Phong, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tiếp đó, đoàn võ sĩ phương đông phía sau quỳ xuống chỉnh tề tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mỗi thanh âm của một người gần như lạc giọng lực kiệt lệ nóng doanh tròng trương xuân hoa phát hiện chỉ có mỗi mình đứng nàng nhìn thấy một màn này thân thể cũng hơi tê dại ta ta cũng phải lạy xuống tới sao ta thật không muốn quỳ với tên cặn bã này mặc dù ta thích hắn thế nhưng bầu không khí đều tô đậm đến thế này ta không quỳ thích hợp sao tiếp đó nàng nhìn thấy ánh mắt như giết người lang Phong, còn có người đoàn võ sĩ Phương Đông nhìn chầm chầm như đâm thằng vào nàng, giống như đại địch sống chết vậy. Trương Xuân Hoa bất đắc dĩ, có cần thiết không? Các ngươi trung thành tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng tương lai ta còn là hoàng phi của các ngươi mà. Tiếp đó nàng cũng bất đắc dĩ quỳ xuống theo. Sau 6 ngày 6 đêm, dọc theo con đường này bọn họ đi hơn 1.000 dặm đường bộ, lại đi 2.000 dặm đường biển, lúc này đã tiến vào một vùng biển hoàn toàn xa lạ. ở đây khắp nơi đều có sương mù dày đặc, khắp nơi đều có đá ngầm. người ngoài căn bản vào không vào được ở đây, nhưng bọn người như mang Roland mới nhớ kỹ đường về nhà. Thẩm lãng ngồi ở một chiếc thuyền, không ngừng đi sâu vào. phía trước cũng sắp đến vùng biển Amaron thần bí. đất nước Amaron quy này là một hòn đảo đơn độc hoàn toàn tách biệt, thần bí mà lại cường đại, ít xuất hiện ở trên bản đồ đoàn nữ chiến binh mạnh nhất thế giới phương Tây đều sinh hoạt đời đời trên hòn đảo đơn độc thần bí này, trừ sinh sôi hậu duệ ra, cho tới bây giờ cũng sẽ không rời khỏi nửa bước. Mangrolen nói ngài thẩm lãng, nếu đi lên trước nữa chính là vùng biển đất nước Amaron Queen. Một khi tiến vào chúng ta rất có khả năng sẽ bị đánh chết, ngài mặc dù là một trong tam đại nhân hoàng tương lai, thế nhưng Amaron ngăn cách, dù cho ngài là nhân hoàng, họ cũng không ngần ngại giết chết, thậm chí sẽ trực tiếp phân thay. Thẩm lãng gật đầu nói biết rồi. Mang Roland nói suốt ngàn năng lịch sử, toàn bộ những người đàn ông tiến vào đất nước Amazon Queen đều chết hết, gần như ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có đã bị chém đầu lục gia, ngài nhất định phải đi vào sau, thẩm lãng nói tiếp tục tiến tới. Mang Roland hít một hơi thật sâu, tiếp tục chèo thuyền tiến vào. Hai khắc sau, con thuyền của thẩm lãng bị bao vây. Vù 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 mấy chục nữ chiến binh Amazon hết sức mạnh mẽ chợt nhào lên từ dưới mặt biển. ầm 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 trong nháy mắt, con thuyền thẩm lãng ngồi rõ ràng bị vũ lực trực tiếp xé rách. Cái vũ lực này rõ ràng kinh người, trực tiếp dùng sức người hủy diệt một chiếc tàu, một giây sau, một thành kiếm lớn trực tiếp để ngang trên cổ của thẩm lãng, để ngang trên cổ tất cả đám người mang rô len. Bất kỳ người ngoài đều không được đi vào vùng biển đất nước Amazon Queen, kẻ nào vi phạm giết chết ngay lập tức. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.